Ngày hôm sau, đỉnh vô danh lại có thêm một tin tốt lành. Ở vòng 2, Dư Hằng đã giành chiến thắng suýt soát, thuận lợi vào vòng trong. Nhận được tin vui, Thái Diễn chân nhân kích động chưa từng thấy, lập tức gọi Yên Cửu và Dư Hằng tới điện chính đỉnh vô danh để dặn dò kỹ càng. Đây là thành tích tốt nhất mà đỉnh vô danh ta đạt được trong gần 50 năm qua, có lẽ là sư tổ trên trời hiển linh. Trường Ly ỉu xìu treo bên hông Yên Cửu, nghe thái diễn chân nhân phát biểu cảm nghĩ nhiệt huyết như thế thì chỉ cảm thấy sư tổ đỉnh vô danh đã phạm sai lầm đặt niềm tin vào yên tiểu cử chỉ tổ tốn công nếu sư tổ hiền linh thật thì nàng chỉ muốn khuyên ông ta nên đổi một đệ tử có tiềm lực càng sớm càng tốt nói một chàng xong thái diễn chân nhân hài lòng ngắm hai đệ tử rồi tung một quả bom hạng nặng mười người đứng đầu lần này không những sẽ được tông môn khen thưởng linh thạch pháp bảo mà còn có tư cách tiến vào bí cảnh huyền thiên trước nữa trường ly vừa nghe đến đây đã run lẩy bẩy vì từng đọc nguyên tác nên nàng hơi bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương với bí cảnh. Vừa nghe đã biết cái bí cảnh huyền thiên này chẳng phải nơi tốt lành gì. Thái diễn chân nhân ôn tồn nói, bí cảnh huyền thiên được chuẩn bị riêng cho đệ tử cấp trúc cơ nên không nguy hiểm lắm mà lại có rất nhiều cơ duyên trong ấy, được vào đó sớm một bước thì sẽ có nhiều cơ hội hơn hẳn người khác. Trường ly thầm hừ khẩy, nếu vào bí cảnh này không phát sinh sự cố gì thì nàng sẽ vặc đầu à không, vặc chuôi kiếm xuống cho yên tiểu cửu chơi luôn thái diễn chân nhân phát họa một cái bánh vẽ cho hai đệ tử đỉnh vô danh xong thì chiều miến tiến họ về được thái diễn chân nhân bơm mấu gà dư hằng cực kỳ hăm hở hắn ngỏ lời mời thân thiện với yên Cửu, yên sư đệ để có muốn cùng ta tới sân luyện kiếm chuẩn bị sẵn sàng cho vòng đấu tiếp theo không yên cửu chẳng có hứng thú gì với phần thưởng của tông môn cũng như cái bí cảnh kia bèn khéo léo từ chối lời mời của dư hằng dọc đường về một người một kiếm tình cờ gặp vài đệ tử đỉnh vô danh hễ ai trông thấy yên cửu cũng đều tỏ ra vồn vãi nhiệt tình yên sư đệ cố lên nhé vinh quang của đỉnh vô danh năm nay đều dựa cả vào đệ và dư sư huynh đấy yên cửu chẳng hiểu sao mà chàng lại thấy gánh nặng tâm lý nhiều hẳn lên nhìn đám đệ tử hồ hởi này từ từ khuất dạng trên con đường núi lát đá xanh trường ly khẽ than các cụ hay nói người sợ nổi tiếng heo sợ mập thật chí lý yên cửu lén cái thầm trong bụng chàng không phải người mà cũng chẳng phải heo nốt sau khi danh sách đấu lôi đài vòng 3 được công bố yên cửu bỗng nổi như cồn ở đỉnh vô danh đã nhiều năm đỉnh vô danh chưa có chuyện vui như vậy nếu không phải cuộc thi còn chưa kết thúc thái diễn chân nhân sợ gióng trống khua chiêng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của hai đệ tử thì trường ly nghĩ chắc ông ta đòi răng cả biểu ngữ chiêu cáo thiên hạ trên đỉnh núi luôn may mà thái diễn chân nhân vẫn còn chút lý trí nên đã bỏ qua vụ đó nếu không e là yên cửu sẽ bỏ trốn trong đêm mất tuy sự mong đợi của toàn bộ đỉnh vô danh khiến yên cửu thấy hơi áp lực nhưng trận cần thua thì chàng vẫn sẽ thua theo như trường ly nói là đỉnh vô danh vẫn còn hạt giống tốt như dư sư huynh thì sao tới lượt yên cửu cáng đáng trách nhiệm nếu chàng làm trụ cột, nhớ một ngày nào đó trời giáng xét xuống thì nàng còn phải chịu vạ lây. Yên cửu hết sức đồng ý với nàng, chàng thấy phấn chấn hẳn lên, bắt đầu bàn bạc với trường ly về xác suất thua ngày mai. Ninh tầm đã là kỳ cuối trúc cơ, phần lớn đệ tử thân truyền như lâm diệu toàn, giang sách đều là kỳ sau trúc cơ, còn ta mới lên kỳ giữa trúc cơ, có thể xem như kẻ yếu nhất trong số đám đệ tử vào vòng trong. Trường ly nghe xong bỗng thấy xác suất thua của yên cửu rất lớn. Nàng ngẫm nghĩ rồi bồn chồn hỏi, nghe nói kiếm tu có thể vượt cấp, rất người, huynh liệu có vượt cấp thắng người không đấy. Ở vòng đấu lôi đài đầu tiên, Yên Tiểu Cửu đánh thắng đối thủ kỳ giữa trúc cơ thì nàng còn cố lý giải được, nhưng nếu sắp tới chàng đánh thắng cả đồng môn có tu vi cao hơn thì nàng thật sự nghi ngờ ánh mắt chọn người của mình. Yên Cửu nín thinh một giây, đâu riêng gì kiếm tu, cả yêu cũng thế mà. Chàng lý nhí hứa ta sẽ cố gắng hết sức, còn chưa dứt lời, Yên Cửu đã bắt gặp ánh mắt cực kỳ sốt ruột của Trường Ly. Chàng càng cảm thấy áp lực hơn, có trời mới biết ngay cả lúc một con yêu như chàng đơn độc lẻn vào quy nguyên kiếm tông cũng chẳng thấy áp lực cỡ này. Trường ly dầu thúi ruột vị yên tiểu cửu, là một thanh kiếm từng đọc nguyên tác, nàng hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc cố gắng sống sót. Mỗi năm giới tu tiên lại xuất hiện vô số con cưng của trời, nhưng liệu có bao nhiêu người trong số đó được sống thọ chất già? Đa số đều ra đi khi tuổi còn xanh, sau rốt người khác cũng chỉ cảm thán một câu cao xanh hờn đấng anh tài là cùng. Trường ly nghĩ nếu đã là người qua đường không có số làm nhân vật chính thì nên biết thân biết phận. Nàng quả quyết nói, tóm lại, vòng này chúng ta chỉ được thua, không thể thắng. Ngày hôm sau, 14 đệ tử lọt vào vòng trong xếp thành hai hàng đứng ở quảng trường đá xanh trên đỉnh Lăng Tiêu yên lặng chờ cuộc thi bắt đầu. Trong đó, ngoài đỉnh Lăng Tiêu có bốn người thì các đỉnh Ngọc Hoa, Bích Vân, Chu Minh, Linh Việt và Vô Danh đều có hai người vào vòng trong. Những năm trước, đỉnh Vô Danh không có hoặc chỉ có tối đa một người vào vòng trong nên đỉnh Ngọc Hoa và Bích Vân sẽ có thêm một hoặc hai suất nữa. Luật thi năm nay hơi khác trước đây, ai có thời gian thi đấu ngắn hơn ở vòng trước sẽ được quyền ưu tiên chọn đối thủ ở vòng này. Như vậy, người vào thẳng vòng này là Yên Cửu nghiễm nhiên được chọn đối thủ đầu tiên. Đám đệ tử xem thi đấu dưới đài nhìn chằm chằm Yên Cửu như thể trên người chàng đang dán bốn chữ kẻ được trời chọn to đùng. Nếu là ta, ta sẽ chọn kẻ yếu nhất, như thế ít nhất cũng chắc xuất vào nhóm 10 người, người đứng đầu. Lần này đỉnh vô danh nở mày nở mặt rồi, thèm nhóc này tốt số quá đi mất, Trường Ly không kìm được mà nói khẽ bên hông Yên Cửu, bọn mình chọn người mạnh nhất nhé. Yên Cửu lập tức chỉ vào Ninh Tầm, ta chọn Ninh. Trường Ly tức giận thụi Yên Cửu một cú, trừ nàng ta ra. Yên Cửu bị thụi nên chưa tay chỉ trạch sang giang sách đứng cạnh Ninh Tầm. Quản sự chủ trì cuộc thi lập tức hô lớn, cặp đấu đầu tiên, Yên Cửu đỉnh vô danh và giang sách đỉnh bích vân. Dưới đài ồ lên, không ngờ hắn lại chọn giang sư huynh. Dám khiêu chiến đệ tử thân truyền thì đáng mặt đàn ông thật đấy, xin bái phục đỉnh vô danh lần này lại ra về tay trắng rồi. Giang sách hơi ngạc nhiên, nhìn yên cửu một cái. Hai hôm trước, hắn cũng có nghe nói về gã đệ tử đỉnh vô danh được vào thẳng vòng trong này. Nhưng dẫu sao kiếm tu vẫn coi trọng thực lực hơn, nếu chỉ dựa vào may mắn thì không thể đi xa được. Phần chọn cặp đấu nhanh chóng kết thúc, yên cửu và giang sách là cặp đầu tiên lên lôi đài. Trường Ly không khỏi phấn khích, giang sách là thân truyền của đỉnh Bích Vân, thực lực chỉ thua mỗi ninh tầm, nghe nói lần này hắn là một trong ba thí sinh đứng đầu, biết đâu sẽ đánh bại bọn mình trong vòng ba chiêu cũng nên. Yên cửu cứng đơ người, ba chiêu e là hơi khó. Trường Ly vẫn rất lạc quan, ba chiêu không được thì chắc 10 chiêu sẽ đủ. Yên cửu cố nhớ lại cảnh giang sách thử kiếm nhưng chẳng nhớ nổi. Ngoài ninh tầm thì hình như chiêu thức của những người khác không có gì nổi bật cả. Trận đấu chính thức bắt đầu, tuy Yên cửu chỉ là đệ tử mới vào nội môn nhưng giang sách vẫn dốc toàn lực thi đấu, bởi hắn không chỉ đại diện cho bản thân mình mà còn đại diện cho đỉnh bích vân nên không cho phép mình phạm bất cứ sai lầm nào so với vẻ nghiêm túc của giang sách yên cửu trông thoải mái hơn nhiều sau khi đánh qua đánh lại vài chiêu với giang sách chàng bắt đầu giả bộ không chống đỡ nổi trường ly thấy thế thì khen ngay yên tiểu cửu huynh lành nghề lắm xem cái điệu chật vật đỡ đòn hễ cản trái là hụt phải của chàng thì ai cũng nghĩ chuyện yên cửu thua giang sách chỉ là vấn đề thời gian được trường ly khen yên cửu vô thức nhoẻn môi cười nhưng biểu cảm nhỏ nhặt này của chàng lại bị giang sách bắt gặp. Hắn bỗng sinh lòng cảnh giác, bắt đầu ra đòn thận trọng hơn. Yên cử vội mím môi lại, giả bộ như không có gì xảy ra. Chàng gắng ngượng đỡ thêm vài chiêu rồi loạn trọng né hai bước, dùng kỹ thuật diễn cả đời để đưa cổ mình tới dưới kiếm giang sách. Nếu không phải đang ở trước đám đông, Trường Ly thực sự muốn nhảy dựng lên vỗ tay hoan hô chàng, quá hoàn hảo. Giang sách đỉnh bích vân thắng, giang sách thoáng do dự rút kiếm về, hắn cứ cảm thấy có gì đó không ổn vì trận này thắng dễ đến khó tin. Yên cửu hơi khom lưng chào giang sách rồi khoan khoái bước xuống đài. Đám đệ tử đỉnh vô danh theo dõi trận đấu gần đó nhào tới thân thiết an ủi, yên sư đệ, đệ thua giang sư huynh là chuyện rất bình thường, đừng buồn nhé. Phải đó, mấy năm trước giang sư huynh đã lên kỳ sau trúc cơ, ngoài ninh sư tỷ thì chẳng có đệ tử nào cùng thế hệ đánh thắng huynh ấy cả. Nhưng yên sư đệ gan thật đấy, không ngờ đệ dám chọn giang sư huynh. Yên cửu bình tĩnh ứng phó với đám đệ tử đỉnh vô danh xong thì đi sang bên cạnh tiếp tục xem thi đấu. Chàng vừa quan sát lôi đài, vừa hỏi Trường Ly, sao hả có phải màn thể hiện của ta không chê vào đâu được không? Vẻ đắc ý lộ rõ mồn một trong giọng nói, Trường Ly không hề buồn xỉn lời khen với chàng, huynh thua tự nhiên lắm luôn, cứ như nước chảy thành sông ấy. Yên cửu tức khắc thấy lòng lâng lâng, nếu không bị hình người cản trở thì chàng đã xóa tung cái đuôi bồng bềnh ra với loạn xạ. Nhưng ngay sau đó, Trường Ly lại đổi chủ đề, Giang Sư Huynh đúng là đệ tử thân truyền có khác, chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng hoàn hảo, lần này ít nhiều cũng nhờ có huynh ấy. Chẳng hiểu sao Yên Cửu lại thấy hơi hụt hắng đến độ chẳng muốn vẫy đuôi nữa. rõ ràng trận thua này là do chàng cố gắng mà có. mắc mới gì tới thèm danh danh sách kia. trường ly vẫn dán mắt vào danh sách. tuổi hắn mấp mé giữa trai trai và trưởng thành, tướng tá hơi mảnh khảnh, vai rộng eo thon, đường nét cơ thể rất đẹp. trường ly không kìm được mà âm thầm suýt xoa. trông dáng dấp thế kia thì chắc chắn là nam phụ có số có má rồi. yên cửu bất mãn xoay kiếm sang hướng khác. tuy chàng không rõ trường ly đang nhìn gì nhưng trực giác mách bảo chàng rằng đó chẳng phải thứ gì tốt lành, vẫn nên chuyển hướng thì hơn trường ly bất thình lình bị xoay mặt vào vạt áo yên cửu nàng á lên một tiếng tự xoay mặt ra huynh táy máy tay chân gì đấy yên cửu đáp tỉnh bơ cặp tiếp theo sắp thi đấu rồi nên ta lựa góc đẹp cho nàng xem trường ly trợn trắng mắt huynh xoay nhầm hướng rồi yên cửu không hề áy náy nói xin lỗi ha trường ly lầm bầm mấy tiếng nể tình yên tiểu cửu vừa chiến bại như nguyệt nàng quyết định rộng lượng bỏ qua cho chàng lần này sau hơn nửa ngày thi đấu bảy đệ tử chiến thắng bước vào trận đấu tranh ba hạng đầu dư hằng may mắn trở thành một trong số đó trường ly không thể không cảm thán cái bánh vẽ hôm qua của thái diễn chân nhân thực sự đã tạo động lực rất lớn cho dư sư huynh còn bảy người thua cuộc thì tranh nhau ba suất vào bí cảnh huyền thiên trước trận đấu này đơn giản mà kịch liệt hơn nhiều vì bảy người cùng lên lôi đài một lúc ba người trụ lại cuối cùng sẽ giành chiến thắng sau trận đấu sáng nay yên cửu cực kỳ có lòng tin vào bản thân mấy trận hỗn chiến nhiều người kiểu này dễ đục nước béo cỏ để bị loại hơn nhiều trường ly cũng thấy nhẹ nhõm chuyện đề cử xong sinh hoán đổi, ngọt ngào riêng em. Chỉ cần không lọt vào danh sách 10 người đứng đầu theo ninh tầm vào bí cảnh thì xác suất gặp sự cố sẽ giảm xuống cực thấp. Đa số đệ tử xem thi đấu đều bị trận quyết đấu tranh giành ba thứ hạng đầu thu hút nên chẳng có mấy người nán lại bên này. Yên Cửu và Trường Ly Thông thả lên lôi đài, cùng 6 người còn lại mỗi người chiếm cứ một góc lôi đài. Mấy người trên đài đưa mắt dò xét lẫn nhau, ai cũng có tính toán riêng của mình. Lúc Trường Ly phát giác ánh mắt của đám còn lại không hẹn mà cùng đổ dồn về phía họ thì chợt có dự cảm không lành. Yên Tiểu Cửu, huynh có cảm thấy bất ổn không? Yên cửu đứng im một chỗ, đang bận nghĩ xem mình nên xuống đài kiểu gì cho hoàn hảo, nghe trường ly hỏi vậy thì ngớ ra. Bất ổn chỗ nào, chàng còn chưa dứt lời thì trận đấu đã bắt đầu, sáu người còn lại lập tức chia thành từng cặp lao vào đánh nhau, chỉ còn thừa mỗi họ đứng chờ trọi cho gió lùa qua, thổi tung góc áo yên cửu. Giọng trường ly rất đỗi nặng nề, âm cuối nghe vừa trầm vừa dài. Thấy chưa bất ổn thế đó, yên cửu thuận mặt ra, ngơ ngác nhìn sáu người kia đánh nhau. Sao không ai đánh ta hết vậy? Trường Ly suy đoán, chắc họ nghĩ huynh vào vòng trong nhờ ăn may nên không đáng gầm chăng? Yên Cửu bất giác nghiến răng, Trường Ly ngẫm nghĩ rồi nói, thật ra cũng dễ hiểu mà. Nếu là ta thì chắc ta cũng cố loại bỏ những đối thủ mạnh trước rồi cuối cùng tiện tay loại nốt huynh là xong. Yên Cửu nghe hai chữ tiện tay mà nhói lòng, chàng bỗng ngứa ngáy muốn nhập cuộc. Cứ đứng đây đợi họ đánh xong thì lâu quá, ta nghĩ nếu bọn mình chủ động ra tay thì sẽ bị loại mau hơn. Trường Ly không phản đối, bị loại sớm hay muộn cũng đều là bị loại nên nàng không có ý kiến gì cả. Yên cửu rút kiếm tính chen vào cặp đấu gần chàng nhất. Không ngờ hai người kia vừa liếc thấy chàng là lập tức đổi chỗ đánh nhau, dùng hành động để chứng tỏ bọn họ không chào đón chàng chút nào. Trường Ly nhìn Yên Tiểu Cửu cầm kiếm đứng ngu người giữa lôi đài thì hơi buồn cười. Nàng xấu tính trêu, vẫn còn hai cặp nữa mà, huynh có thể thử tiếp. Yên Cửu lại cầm kiếm xông lên, đúng như Trường Ly dự đoán, hai cặp khác cũng vội vàng né tránh Yên Cửu, chỉ tập trung quyết đấu với đối thủ mình chọn, thậm chí một người trong số họ còn nhín thời gian lường yên cửu một cái sắc lẹm như chê chàng vướng víu trường ly không kìm được mà cười phá lên khiến thân kiếm mảnh dài rung nhẹ nhẹ yên cửu lặng lẽ lùi vào một góc lôi đài như cây nấm héo queo chàng chợt chọc thân kiếm hỏi có phải nàng đã đoán trước sẽ như thế không trường ly cố nhịn cười hùng hồn nói đâu có ta cũng muốn bọn mình bị loại sớm mà yên cửu ấm ức chọc ngón tay vào chuôi kiếm trường ly á lên một tiếng họ đang nói chuyện thì trên đài phát sinh biến cố hai cặp đệ tử mới né tránh yên cửu vô thức sáp lại gần nhau khiến nhát kiếm của một người cặp này vô ý đâm bị thương một người cặp khác nhát kiếm này như mồi lửa rơi xuống đống củi xèo một phát khơi bùng đám cháy lớn bốn người nọ bắt đầu xông vào đánh nhau trường ly chân chối nhìn bốn người tự dưng lâm vào hỗn chiến nhất thời câm nín trong lúc hỗn chiến có hai người lần lượt rơi xuống đài rồi bị loại ngay lập tức chẳng hiểu sao vụ hỗn chiến ở góc này lại kích thích cặp đệ tử đang giao chiến ở góc khác bọn họ bỗng chuyển sang hợp tác với nhau đồng lòng xông qua bên này đánh hai người còn lại vốn đã kiệt sức văng khỏi lôi đài trường ly tức khắc há hốc miệng lẩm bẩm yên tiểu cửu bọn mình tiêu đời rồi yên cửu cũng đứng hình bốn người hỗn chiến đều bị loại hết trên đài chỉ còn lại chàng và hai người nữa ba người chiến thắng cứ thế được xác định triệu thanh đỉnh lăng tiêu tôn đào đỉnh ngọc hoa yên cửu đỉnh vô danh chiến thắng mặt yên cửu tái xanh bấy giờ hai người triệu thanh và tôn đào vừa nói vừa cười đi sang chỗ yên cửu yên sư đệ kế sách của đệ tuyệt lắm để giả bộ nhập cuộc để dụ họ tụ lại một chỗ thế là chẳng cần ra tay đã loại bỏ được đối thủ lời đồn bên ngoài chẳng đúng gì cả đâu phải yên sư đệ vào vòng trong nhờ may mắn chứ rõ ràng là nhờ trí tuệ yên cửu câm như thóc trường ly cũng câm như thóc yên cửu cố lắm mới mở miệng nổi hai sư huynh à ta thực sự không triệu thanh vội xua tay rồi đá lông nheo với chàng không sao để khỏi giải thích bọn ta hiểu mà tôn đào cười khúc khích dù sao bọn mình đều chiến thắng giờ cả làng cùng vui Trường Ly im lìm treo bên hông yên cửu y như con cá khô mới hong gió xong. Không, bọn họ chẳng vui tẹo nào hết. Hai người Triệu Thanh và Tôn Đào tán gẫu đôi ba câu xong thì vội vàng chạy sang lôi đài bên kia xem trận đấu tranh ba hạng đầu. Trường Ly và Yên Cửu đứng chôn chân tại chỗ, vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Trường Ly thở dài một hơi, dạo này số lần nàng thở dài nhiều phát khấp. Yên Tiểu Cửu, hiểu lầm này lớn ghê gớm, Yên Cửu cực kỳ ấm ức, ai bảo kiếm tu là đám đầu to mà óc trái nhau chứ một khi bọn họ nghĩ bậy bạ thì không ai bì nổi. Trường Ly đau khổ nhắm mắt lại, cái bí cảnh kia. Yên cửu khựng lại một giây, nếu ta bảo không đi chắc Thái Diễn chân Nhân sẽ kẻ kiếm lên cổ ta ngay. Trường Ly cũng biết Thái Diễn chân Nhân cực kỳ coi trọng thành tích của đỉnh vô danh lần này. Đỉnh vô danh có hai đệ tử hay một đệ tử được vào bí cảnh trước khác nhau rất lớn. Sau 50 năm Thái Diễn chân Nhân mới có cơ hội nở mày nở mặt một lần, đời nào ông ta chịu để Yên cửu rút lui yên cửu khẽ nói hay bọn mình vào bí cảnh lượn lờ đợi hết giờ trở ra là xong theo thái diễn chân nhân nói thì cái bí cảnh kia không có gì nguy hiểm hết trường ly thấy hơi tuyệt vọng vì yên tiểu cửu không hiểu gì cả nếu có ninh tầm thì dù là một bí cảnh nhỏ an toàn cũng sẽ phát sinh sự cố thôi trong lúc đó trận đấu bên kia vẫn đang tiếp diễn khi yên cửu và trường ly ngồi xổm một góc giả làm nấm thì cuối cùng cũng có kết quả trận đấu không phụ sự mong đợi của mọi người Ninh Tầm giành hạng nhất, Giang Sách đỉnh Bích Vân xếp hạng 2 và Lâm Diệu Toàn đỉnh Ngọc Hoa đạt hạng 3. Là một trong ba người thắng chót, Yên Cửu được tông môn khen thưởng 300 linh thạch cấp thấp tương đương với giải khuyến khích. Đã quen nhìn Yên Cửu tiêu tiền như nước ở linh thiện đường nên Trường Ly cũng xem như một thanh linh kiếm trải sự đời. Nàng nhìn 300 linh thạch này với vẻ ngán ngẩm, chỉ đủ ăn vài món ở linh thiện đường chứ mấy. Yên Cửu sờ bụng, hôm nay đi ăn một bữa đi, hai ngày qua thi đấu mệt mỏi quá chừng. Trường Ly hết sức tán thành tiếc là kế hoạch ăn một bữa đã đời của một người một kiếm bị thái diễn chân nhân cản trở tại điện chính trên đỉnh vô danh thái diễn chân nhân ung dung vốt tròm dâu được chăm sóc tỉ mỉ nói với hiên cửu và dư hằng tông môn đã quyết định ba hôm nữa sẽ mở bí cảnh huyền thiên trước đó các con cần chuẩn bị một chút trường ly vô thức thẳng người dậy. theo logic thông thường thì khi bậc bề trên trong tông môn nói câu này thì đa phần sẽ cho đệ tử ít pháp bảo phòng thân hoặc hé lộ chút thông tin về bí cảnh nàng nhìn chằm chằm thái diễn chân nhân nhưng chỉ thấy ông ta mân mê cổ tay áo trống rỗng đằng hắng mấy tiếng rồi nói, đỉnh vô danh mình luôn eo hẹp kinh tế nên ta cũng không có thứ gì tốt cho các con. Thân kiếm đang dựng thẳng của trường ly tức khắc siêu xuống. Thái diễn chân nhân lại nói tiếp, trước kia mấy đỉnh núi khác đều có đệ tử được vào bí cảnh trước nên vài đỉnh sẽ có tin mật truyền nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng tình hình đỉnh vô danh mình thế nào hẳn các con cũng rõ, gần 50 năm qua chúng ta không có đệ tử nào vào đó. Trường ly ngã ngửa ra sau, dựa vào hông yên cửu trợn trắng mắt. Nói tóm lại là chẳng có cái cóc khô gì, Hết, hình như Thái Diễn chân Nhân cũng thấy làm vậy không hay lắm, bèn vất phát, nhưng có một thứ ta có thể dạy các con. Đó là kỹ năng thiết yếu khi vào bí cảnh của kiếm tu. Mắt sư sư huynh sáng rỡ, thấy hơi kỳ vọng về kỹ năng thiết yếu mà Thái Diễn chân Nhân mới nói. Trường Ly quyết định tin tưởng Thái Diễn chân Nhân thêm một lần xem rốt cuộc ông ta có thứ gì tốt. Thái Diễn chân Nhân nở một nụ cười ý nhị rồi thong thả thốt ra ba chữ cưới kiếm bay. Sư hằng thoáng sừng sốt. Có lẽ đám đệ tử thân truyền và đệ tử nội môn đã được sư tôn dạy cưỡi kiếm bay từ lâu, nhưng đúng là đạo pháp đường chuyên giảng dạy đám đệ tử ngoại môn bình thường chưa dạy kỹ năng này thật yên cửu ngẫm nghĩ cũng thấy có lý trước kia chàng chưa học cưỡi kiếm bay bao giờ mới đầu trường ly cảm thấy cuối cùng thái diễn chân nhân cũng đáng tin một lần bí cảnh lớn như vậy nếu chỉ dựa vào hai cẳng thì chẳng biết phải đi tới ngày tháng năm nào mới hết đúng là bay nhanh hơn thật nhưng ngay sau đó não nàng chợt nảy số ủa cưỡi kiếm á nàng chính là kiếm mà trường ly lập tức trợn tròn mắt khoan đã nàng nàng sợ độ cao trường ly chưa kịp lên tiếng phản đối thì thái diễn chân nhân đã dẫn hiên cửu và dư hằng lên thẳng đỉnh núi cao nhất thái diễn chân nhân dừng lại bên vách núi xoay người nói với hai đệ tử đây là nơi thích hợp nhất để luyện cưỡi kiếm bay ở đỉnh vô danh mình trường ly dè dặt ló đầu ra liếc xuống bờ vực thăm thẳm bên dưới vực sâu hun hút không thấy đáy chỉ có mây trắng cùng sương mù cuốn bay theo gió và vách núi xanh biếc thấp thoáng bên dưới nàng tức khắc thấy hoa mặt chóng mày vội rụt ngay thân kiếm về nàng chịu thua đừng nói là bay mà chỉ liếc một cái đã nhún hết chân rồi Bên kia, Thái Diễn chân nhân đang truyền thụ bí kíp cưới kiếm bay. Điều quan trọng nhất khi cưới kiếm bay là phải to gan, nhưng chuyện này chẳng có gì khó với kiếm tu chúng ta dù sao mọi người đều ra dày thịt béo, cứ ngã vài lần là sẽ học được thôi. Trường Ly, hình như nàng biết vì sao nhiều tu sĩ ngỏm củ tỏi trên đường truy tìm đại đạo thế rồi, với cái kiểu tu luyện thô bạo như vậy thì không chất cũng bị thương. Thái Diễn chân nhân nói xong liền móc hai lọ thuốc trong ống tay áo ra đưa cho Yên Cửu và Dư Hằng mỗi người một lọ. Bí cảnh sắp mở cửa rồi nên không còn nhiều thời gian nữa, đây là thuốc trị thương tốt nhất đỉnh vô danh mình, bảo đảm các con sẽ không cụt tay gãy chân, bình yên tiến vào bí cảnh. Trường Ly nghe vậy thì chỉ muốn túm cổ tay áo Thái Diễn chân nhân hỏi một câu, các ông chỉ chuẩn bị thuốc thang cho người mà không nghĩ tới cảm nhận của kiếm sao nhỡ lúc cưới kiếm bay gặp sự cố kiểu như rớt máy bay thì chẳng những người gặp chuyện không may mà kiếm cũng chẳng thoát nạn. Thái Diễn chân nhân không biết Trường Ly đang chửi thầm mình. Sau khi dặn dò những điểm quan trọng, ông ta bèn dùng mắt ra hiệu cho hai đệ tử tranh thủ thời gian luyện tập làm sư huynh trước ánh mắt mong đợi của sư tôn dư hằng đành nhắm mắt làm liều thảy linh kiếm ra rồi lẩy bẩy đứng lên đó dư sư huynh đứng trên thanh kiếm hẹp hít sâu một hơi như để tự trấn an mình linh kiếm chỉ cách mặt đất có hơn một thước nhưng trường ly vừa ngước lên đã thấy vạt áo dư sư huynh run nhẹ nhẹ thấy dư hằng không nhúc nhích gì thái diễn chân nhân nhìn hắn với ánh mắt thắc mắc dục con bay đi chứ dư sư huynh nhắm tịt mắt lại tuyệt vọng dùng linh lực thuốc kiếm ngay sau đó linh kiếm liền chở dư sư huynh bay vào đi chưa đầy 10 giây sau, bóng dáng dư sư huynh đã biến mất trong biển mây minh mông. Trường Ly vô thức nuốt nước miếng, tốc độ này dễ gặp tai nạn giao thông lắm đó. Thái diễn chân nhân cười rất mực hiền từ, hài lòng nói, nhìn kìa, chẳng phải thế là học xong rồi à. Rồi ông ta quay sang nhìn Yên Cửu, ôn tồn bảo, đến lượt con. Yên Cửu chưa kịp nói gì thì, Trường Ly đã như con mèo bị dẫm phải đuôi xù hết lông lên, Yên Tiểu Cửu, huynh có giỏi thì dẫm lên người ta thử xem. Yên Cửu trần chờ, kiếm linh của chàng là một cô nhóc yếu ớt đáng yêu, quả thật không thích hợp bị dẫm đạp trước ánh mắt thúc giục của thái diễn chân nhân yên cửu mở miệng nói con không dám làm phiền chân nhân ạ à. ngài cứ lo việc của mình đi con sẽ tự luyện tập ánh mắt thái diễn chân nhân lộ vẻ thấu hiểu đám đệ tử trẻ bây giờ sĩ diện quá nên cứ ngại ngã bầm dập mặt mũi trước mặt sư tôn sẽ bị mất thể diện ông ta đi guốc trong bụng chúng được thế con cố gắng luyện tập nhé dứt lời thái diễn chân nhân bèn phất tay áo thong thả đi mất bỏ lại yên cửu và trường ly đứng tần ngần trước vực thẳm. giọng trường ly thoáng run rẩy Yên tiểu cửu, chúng ta khỏi học cưỡi kiếm bay nhé. Yên cửu ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc nói, ta khỏi cần học cưỡi kiếm bay cũng được. Dù sao chàng vẫn còn pháp bảo khác để bay lượn. Trường Ly vừa thở vào một hơi thì lại yên cửu nói tiếp, nhưng nàng phải học cách bay, nhỡ trong bí cảnh có gì nguy hiểm thật thì nàng còn chạy kịp chứ. Hơi thở trường Ly nghẹn ứ trong cổ, kẹt cứng ở đó không lên xuống gì được. Khó khăn lắm nàng mới thở đều lại, lý nhí cãi, giờ ta đã biết bay rồi mà, bay thấp thì cũng là bay. Yên cửu không khỏi lộ vẻ bất đắc dĩ, Trường Ly bay cao lắm thì cũng chỉ tầm chiều cao một người bình thường, thế thì sao gọi là bay được, cùng lắm chỉ là trượt. Yên cửu dốc sạch kiên nhẫn khuyên nhủ cô nhóc kiếm linh, làm gì có linh kiếm nào không thích bay lượn chứ, nàng xem bình thường trên bầu trời kiếm tông có đẩy bóng kiếm đấy thôi, nàng không muốn ngắm phong cảnh từ trên cao sao. Trường Ly quả quyết lắc đầu, không, ta không muốn. Nàng là một thanh kiếm cực kỳ thực tế, chỉ thích du rú dưới đất thôi. Thấy Trường Ly không chịu nhúc nhích, Yên cửu hơi lúng túng trước khi chàng tới quy nguyên kiếm tông đâu ngờ có ngày mình lại phải dậy linh kiếm bay chứ một người một kiếm đang rằng co thì thình lình nghe thấy tiếng thét to phía đằng xa yên sư đệ xin né đường yên cửu lui sang bên cạnh theo phản xạ sau đó thấy một bóng người vụt qua trước mắt ngay sau đó vách núi trước mặt vọng tới một tiếng vang lớn bóng người nọ và linh kiếm dưới chân hắn đều ngã chỏng vó dưới đất kia đích thị là dư sư huynh vừa bay đi trường ly nhìn dư sư huynh vừa rên dỉ vừa ôm eo lồng cồm bò dậy thì tự dưng thấy lạnh run người cưỡi kiếm bay thật là đáng sợ dư sư huynh tỉnh bơ nhặt cỏ vướng trên đầu và phủi bụi dính trên y phục đi hắn móc lọ thuốc thái diễn chân nhân vừa cho ra dốc lấy một viên bên trong rồi ngửa đầu nuốt xuống tiếp đó hắn thuần thục lau vết mấu khả nghi dính dưới mũi đi nói với yên cửu yên sư đệ sư tôn nói chí phải chỉ cần ngã vài lần là biết cưỡi kiếm bay tới tám chín phần mười rồi yên cửu lặng lẽ chỉ vào mũi hắn dư sư huynh huynh vẫn đang chảy mấu kia dư sư huynh lẹ làng lấy một miếng vải và nhét vào mũi khẽ nói thuốc sư tôn cho rất hiệu quả với mấy vết thương khác nhưng lại không cầm mấu mũi được trường ly nhìn hắn bằng cặp mắt kính nể chẳng biết trong một khắc ngắn ngủi vừa qua dư sư huynh đã té ngã bao nhiêu lần rồi mà động tác uống thuốc và lau mấu mũi lại thành thạo đến đau lòng như vậy nàng nhìn sang kiếm huynh mặt mày xám xịt y hệt dư hằng kiếm huynh cảm giác bay thế nào giọng kiếm huynh hơi yếu ớt nhưng thấp thoáng niềm phấn khích cũng đã lắm nếu dư hằng sớm học được cách phanh lại thì càng tốt chưa nói được mấy câu dư sư huynh đã nhảy lên linh kiếm vẫy tay với yên cửu yên sư đệ ta tập tiếp đây đệ cũng mau bắt đầu đi giọng nói và bóng dáng dư sư huynh nhanh chóng biến mất trong màn mây mù mờ ảo thừa dịp yên cửu nhìn theo dư sư huynh trường ly tính lén lút chuồn đi thì bị chàng bắt lấy chuôi kiếm nàng định đi đâu trường ly xấu hổ cười mấy tiếng yên tiểu cửu chuyện gì cũng phải tiến hành từng bước một chứ đỉnh núi này cao quá ta nghĩ bọn mình nên luyện ở chỗ thấp hơn trước yên cửu nhìn chằm chằm trường ly vài giây ngầm chấp nhận lời đề nghị của nàng Chàng dẫn Trường Ly xuống một đỉnh núi khá thấp, độ cao này chắc được rồi chứ. Trường Ly ló đầu liếc một cái rồi rụt phát về ngay, không được, ta choáng vắng quá. Yên cửu hoài nghi ngó phần chuôi kiếm, chỗ đấy mà biết choáng á. Trước yêu cầu tha thiết của Trường Ly, bọn họ tới quả đồi thấp nhất đỉnh vô danh. Nhìn độ cao của quả đồi, Yên cửu chẳng muốn thừa nhận nó là quả đồi chút nào, cùng lắm chỉ có thể coi là một con dốc. Thế mà ở độ cao này, bắp chân Trường Ly vẫn run cầm cập, Nàng ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi Yên Cửu, "Ta bắt buộc phải học bay sao?" Yên Cửu vứt cho nàng một ánh mắt khẳng định, Trường Ly bay lên một khúc với vẻ mặt đau khổ, đến khoảng đỉnh đầu một người bình thường thì chẳng động đậy gì nữa. Yên Cửu xuất một tia linh khí ra đầu ngón tay, nghiêm túc hỏi, "Nàng muốn tự bay hay muốn ta giúp nàng bay?" Trường Ly run rẩy xuất phát, Yên Cửu lấy một pháp bảo hình phi thuyền ra khỏi túi chứa đồ, xoay người ngồi lên đó, thong thả bay theo Trường Ly. Yên Cửu chậm chậm bám sát phía sau, bé Trường Ly nàng bay chậm quá, chắc ốc sen còn bỏ nhanh hơn nàng. Trường ly cắn răng tăng tốc một tẹo, yên cửu dùng linh khí hích đuôi kiếm một cái, nàng đừng có lén giảm độ cao, bây giờ thấp hơn hồi nãy một tấc rồi đấy. Trường ly khóc thúc thiết bay cao lên một tấc, một ánh kiếm lóe giữa bầu trời, chẳng biết là đệ tử của đỉnh núi nào vừa cưỡi kiếm bay ngang đỉnh vô danh. Yên cửu tấm tắc thành tiếng, bé trường ly, nàng nhìn kiếm nhà người ta kìa, bay vừa cao vừa nhanh. Trường ly nổi quạo quất linh thuyền một cái, huynh im đi, Yên Cửu điều khiển con thuyền hơi lệch hướng trở lại quỹ đạo ban đầu, không kìm được mà lẩm bẩm, tài cán thì ít mà hoạnh hoẹ thì nhiều. Trường Ly âm trầm cất tiếng nói, "Yên tiểu cửu, ta nghe thấy cả đấy." Rốt cuộc Yên Cửu cũng câm miệng, tiên hiệp hay, một người một kiếm bay quanh quả đồi hết vòng này đến vòng khác. Có một thoáng, Trường Ly bỗng cảm thấy mình giống y chang con lừa kéo xe. Nhưng bọn lửa kéo dưới đất còn nàng phải kéo trên trời. Sau khi bay thêm một vòng nữa, rốt cuộc Trường Ly cũng hết chịu nổi, "Yên tiểu cửu, rốt cuộc bao giờ mới luyện xong hả?" Yên cửu liếc nhìn sắc trời, sắp rồi. Trường Ly chưa kịp vui mừng thì chàng đột nhiên dùng linh khí quấn lấy kiếm, nhưng để nàng nhanh chóng thích nghi với chuyện bay lượn, ta nghĩ mình nên mang nàng lên chỗ cao hơn để ngắm cảnh. Chàng còn chưa dứt lời, linh thuyền đã thình lình bay vút lên, phi thẳng tới nơi cao nhất đỉnh vô danh. Trường Ly chỉ kịp kêu khẽ một tiếng đầy bất lực rồi bị gió mạnh thốc đầy miệng luôn. Nàng nhắm tiệt mắt lại, không kìm được gào toáng lên, Yên tiểu cửu, huynh không phải người. Một khắc sau, dưới chân núi vô danh. Quẹ, trường ly vịn một gốc cây to, khom thân kiếm xuống nôn khan. Yên cửu yên lặng ngồi xổm bên cạnh, nghĩ trăm lần vẫn không hiểu nổi phản ứng của nàng. Trước giờ ta chưa từng thấy thanh linh kiếm nào bị chóng mặt buồn nôn vì bay lượn hết. Trường ly thở phì phò, yếu ớt đáp, giờ huynh thấy rồi đó. Yên cửu ái náy xuất ra một tia linh khí, có muốn uống tí linh khí giải khát không? Trường ly không nói gì mà sắp tới ngay, linh khí rót ào ạt vào thân kiếm cuối cùng cũng giúp nàng tỉnh táo lại sau cơn choáng váng ban nãy. Trường Ly bắt đầu thở đều, rũ rượi dựa vào gốc cây. Nàng đầu hàng, ta không muốn học nữa, ai bảo Linh Kiếm nhất định phải biết bay chứ. Yên cửu thầm đáp lại một câu, không ai bảo cả, vì làm gì có Linh Kiếm nào không biết bay đâu. Nhưng ngoài mặt chàng vẫn tỏ vẻ an ủi, được rồi, hôm nay không học nữa. Hôm khác lại tiếp tục, Trường Ly không biết ý đồ. Cô Yên cửu, nàng thở vào một hơi, quyết định mặc kệ. Dù vào bí cảnh trời có sập xuống thì cũng là chuyện của vài hôm nữa. Nhưng nếu hôm nay luyện tiếp thì chắc nàng sẽ chết ở đây mất. Ba ngày nhanh chóng trôi qua, mới đó đã đến hôm mở bí cảnh. Các đệ tử đạt cấp cao lúc thử kiếm tập hợp tại quảng trường đá xanh trên đỉnh Lăng Tiêu. Mười đệ tử xếp hạng cao nhất vòng đấu lôi đài đều được phát một tấm lệnh bài có tác dụng dịch chuyển tức thời. Bọn họ cho nhóm đệ tử đầu tiên tiến vào bí cảnh rồi dùng lệnh bài đưa họ tới thẳng khu vực trung tâm. Sau đó, đám đệ tử còn lại sẽ chia thành từng nhóm lần lượt tiến vào phần rìa bí cảnh. Nếu muốn gặp được nhiều cơ duyên, bọn họ phải tự đi vào trung tâm bí cảnh. Trường Ly nhìn tấm lệnh bài cũ kỹ trong tay Yên Cửu như nhìn chiếc vé xe chở hai bọn họ thẳng xuống suối vàng. Ai cũng biết càng gần trung tâm bí cảnh thì càng nhiều cơ duyên và càng lắm nguy hiểm. Nàng không kìm được hỏi khẽ, nếu bọn mình lén vứt lệnh bài đi thì liệu có thể ở lại rìa bí cảnh, không phải vào khu vực trung tâm không? Khóe môi Yên Cửu giật bùm bụp, cái thanh kiếm này như khắc luôn mấy chữ không có chí tiến thủ lên thân vậy. Chàng cố ý dọa Trường Ly, đây là lệnh bài dịch chuyển tức thời, nếu vứt dọc đường chẳng khác nào vứt tọa độ mục tiêu đi thế thì bọn mình sẽ bị ném bừa tới một chỗ nào đó trong bí cảnh nếu suối quẩy có khi sẽ rơi luôn vào miệng yêu thú ở vùng trung tâm cũng không biết chừng trường ly tức khắc suy sụp với vận may gần đây của họ thì thật không dám đoán xem mình sẽ bị đưa đi đâu nàng suy đi nghĩ lại rồi nghiêm túc nói yên tiểu cửu bọn mình chỉ vào bí cảnh lượn lờ thôi đúng không yên cửu gật đầu bí cảnh của quy nguyên kiếm tông tám phần chỉ toàn cơ duyên của kiếm đạo chính thống chẳng liên quan gì tới chàng đừng nên xía vào thì hơn Trường Ly nói tiếp, hay là thế này đi, lúc được đưa vào trung tâm bí cảnh, chắc chắn đám ninh tầm sẽ đi sâu vào trong để cầu cơ duyên, vậy bọn mình sẽ đi theo hướng ngược lại, ra ngoài rìa đợi giam ba ngày tới khi được thả ra. Bên này, Trường Ly sắp xếp hành trình của bọn họ đâu ra đó. Bên kia, lối vào bí cảnh đã mở, trưởng môn thái hư chân nhân đứng trước lối vào bí cảnh, nghiêm giọng nói, đệ tử các đỉnh hãy cầm lệnh bài tiến vào theo thứ tự. Ninh tầm cầm lệnh bài, tiên phong tiến vào bí cảnh, giang sách theo sát phía sau, tiếp đến là lâm diệu toàn, Yên Cửu đùng đỉnh đi chót đoàn, đợi chín đệ tử đằng trước lần lượt vào bí cảnh hết mới bước qua bức tường trong suốt khiến nó gợn sóng lăn tăn rồi hình bóng chàng từ từ tan biến. Trường Ly có cảm giác thân kiếm chen vào một không gian méo mó, vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ở trên một thảo nguyên xanh mướt. Gió nhẹ vần qua khiến đồng cỏ biêng biếc gợn sóng, Yên Cửu cất lệnh bài trong tay đi, nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy ai cả. Xem ra bọn mình và những người khác không đến cùng một chỗ. Trường Ly mừng rỡ khôn xiết, may quá, vậy bọn mình khỏi cần viện cớ để tách khỏi bọn họ chỉ việc đi thẳng ra ngoài rìa bí cảnh luôn. Yên cửu ngó quanh, thấy tứ phía đều là thảo nguyên bao la không có điểm cuối bèn thùng thẳng hỏi, thế nàng có biết rìa ở hướng nào không? Trường ly nín thinh, làm sao nàng nhận biết được phương hướng ở một nơi lạ hơ lạ hoắc như thế này chứ? Yên cửu nói, có lẽ đám ninh tầm có mang theo bản đồ sơ lược do sư huynh sư tỷ đời trước để lại, chỉ ít họ cũng biết nên đi hướng nào, không ngủ đường hẳn như bọn mình. Trường ly, dù trong tay ninh tầm có định vị GPS thì nàng cũng không đời nào đi cùng nàng ta đâu. Trong lúc Trường Ly đang dối rắm nên đi về hướng nào thì Yên Cửu đột nhiên giỏng tai nghe ngóng, nàng nghe xem. Nghe gì, mới nói được nửa câu, Trường Ly đã khựng lại vì nàng cũng nghe thấy rồi. Có tiếng sột soạt trong bụi cỏ, càng ngày càng gần và dày đặc. Trường Ly nổi, hết da gà, nàng treo bên hông Yên Cửu nên đuôi kiếm vô tình cọ chúng mọc bụi cỏ cao nhất. Lúc nghe thấy tiếng động trong bụi cỏ, nàng sợ suýt nhảy dựng lên. Nàng muốn nhảy luôn lên đầu Yên Cửu, cách bãi cỏ càng xa càng tốt. Rốt cuộc thứ gì, Nàng còn chưa dứt lời thì một cái đầu bù xù màu xám đã ló lên khỏi bụi cỏ, dõi cặp mắt tròn xoe về phía Trường Ly và Yên Cửu. Sau khi thấy rõ cái đầu lông lá trông như củ khoai tây này là gì, Trường Ly bất giác thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là một con sóc chó. Nhưng ngay sau đó, bên cạnh cái đầu thứ nhất lại ló thêm cái thứ hai, cái thứ ba rồi cái thứ tư con nào con nấy đều mở to cặp mắt đen tròn ngơ ngác nhìn chằm chằm vị khách lạ mới đến Thảo Nguyên là Yên Cửu. Trường Ly nhìn bầy sóc chó nghìn nghịt vây quanh họ mà dựng hết lông tơ. Con sóc chó to nhất đàn nghe cặp răng nanh lớn màu trắng ra với họ. Thấy nó hơi nhếch môi như thể đang cười khẩy, trường ly lạnh hết sống lưng. Yên, yên tiểu cửu bọn mình nên làm gì bây giờ? Để tránh kinh động đàn sóc chó, yên cửu mím môi lại, nói nhỏ đến khó mà nghe thấy. Đương nhiên bọn mình sẽ chạy, yên cửu phất tay áo ném linh thuyền ra rồi sách trường ly xoay người nhảy lên đó. Ngay khi đàn sóc chó thấy có biến lập tức xông tới, chàng dùng linh lực thuốc thân thuyền bay vọt đi. Thế là Thảo Nguyên minh mừng bỗng xuất hiện cảnh tượng một chiếc linh thuyền bé bé bay vút lên trời, bên dưới có đàn sóc chó màu xám chạy tán loạn trên đồng cỏ gợn sóng lăn tăn. Trường Ly víu chặt lấy cạnh thuyền, cố ép mình không được nhìn xuống. Bây giờ chẳng những nàng sợ mình bị choáng vì bay cao mà còn lo nếu nhìn xuống đám sóc chó nhung nhúc bên dưới thì sẽ mắc thêm cả hội chứng sợ lỗ. Hội chứng sợ lỗ hay chipophobia, nói thật mình khuyên mọi người không nên google mặt cười. Nếu chỉ thấy một con sóc chó lông xù thì nàng còn có thể khen nó đáng yêu nhưng nếu thấy cả một đàn sóc chó nhiều không đếm xuể thì nàng chỉ muốn chạy thục mạng. Đã thế đàn sóc chó này còn thi nhau xông lên rồi nhe cặp răng cửa sắc lạnh sáng loáng ra như muốn ăn tươi nuốt sống Yên Cửu và nàng ngay lập tức. Nàng nín thở hỏi Yên Cửu, vẫn chưa cắt đuôi được à? Yên Cửu ung dung nhìn xuống rồi đáp, chúng vẫn đang dí theo. Tuy đàn sóc chó này rất đông nhưng tu vi không cao lắm, chiếu theo cấp bậc tu sĩ thì phần lớn đều là luyện khí và kỳ đầu trúc cơ. Chỉ cần bỏ chút công sức là có thể xử đẹp chúng. Nhưng Yên Cửu không nói cho cô nhóc kiếm linh đang sợ cuống cuồng biết, nếu nhờ chuyện này mà nàng biết bay thì quá tốt. Yên Cửu thấy dầu thúi ruột vì sự phát triển lâu dài của kiếm linh. Thật chẳng khác gì đại yêu dạy đám con non trong tộc kỹ năng sinh tồn cơ bản mà khi xưa chàng thấy cả. Ở bên kia, Trường Ly lại sốt ruột hỏi, chiếc linh thuyền này không thể bay nhanh hơn à? Yên Cửu thùng thẳng đáp, không thể, nhưng có thể bay cao hơn. Chỉ cần bay đủ cao thì đám sóc chó kia sẽ đánh mất mục tiêu, tất nhiên không đuổi theo bọn mình nữa. Trường Ly, nếu phải chọn giữa bay cao và sóc chó thì nàng đành chọn sóc chó vậy. Cứ bay thế này được rồi, bao giờ lũ sóc chó kiệt sức sẽ tự khắc giải tán thôi. Yên Cửu lập tức giả bộ sắp cạn kiệt linh lực, e là linh lực của ta không chống đỡ được lâu như vậy. Trường Ly nhìn chàng đầy ngờ ngại, lúc trước huynh bắt ta bay đâu có cạn linh lực lẹ vậy. Yên Cửu lúng túng mất một giây, sau đó đanh mặt hỏi, tốc độ lúc đó làm sao so được với tốc độ chạy trốn bây giờ chứ? Trường Ly bị thuyết phục, nếu linh lực huynh hao hết, Yên Cửu chớp chớp mắt, vậy bọn mình sẽ rơi xuống đàn sóc chó đang gào thét đòi ăn kia. Trường Ly bất giác dùng mình một cái, yên cử cố ám chỉ rõ hơn, thật ra nàng có thể tự bay mà. Trường Ly nhất thời đấu tranh tâm lý kịch liệt, bấy giờ, ở cách đó không xa, một giọng nói thân quen bỗng vọng lại đây, yên sư đệ. Nghe tiếng gọi, trường Ly ngoái, lại nhìn rồi lập tức kích động nhảy dựng lên, kiếm huynh, dư sư huynh. Nàng gấp gáp nói với yên cử, yên tiểu cử, nếu huynh bất lực thì bọn mình cậy nhờ dư sư huynh đi. Mặt yên cửu đen kịt lại, Chàng, bất, lực, chàng là vì ai hả? Thấy đám sóc chó lũ lượt nối đuôi nhau nhảy nhất loạn xạ dí theo linh thuyền của Yên Cửu, Dư Hằng lập tức cưới kiếm bay song song với linh thuyền. Yên sư đệ, đệ đang làm gì thế? Chăn sóc chó, Yên Cửu vừa ấn linh kiếm đang nhấp nhổm xuống vừa đáp tỉnh rụi. Chàng ngắm kỹ Dư Hằng từ trên xuống dưới mấy lượt mà vẫn không hiểu con mắt nào của Trường Ly thấy hắn mạnh hơn mình. Nghe chàng đáp vậy, Dư Hằng nhất thời câm nín, hắn cứ ngỡ Yên sư đệ bị đàn sóc chó truy kích cần giúp đỡ. Hóa ra chỉ là hiểu lầm. Yên sư đệ đang ngồi nhởn nhơ trong linh thuyền, mặt mày chẳng có chút căng thẳng nào, hẳn là rất dành cách xử lý lũ sóc cho kia. Trường Ly bị Yên Cửu đè dưới bàn tay, không cam tâm hét lớn, "Yên tiểu cửu, làm người phải biết cúi đầu khi cần, cùng lắm thì thừa nhận mình bất lực thôi mà." Thái Dương Yên Cửu giật hai cái, càng đè nghiến kiếm xuống. Chàng nở một nụ cười gượng gạo với Dư sư huynh, "Sư huynh, chuyện này ta có thể tự giải quyết, không dám làm lỡ giờ việc đi tìm cơ duyên của sư huynh." Dư Hằng gục gạc đầu, Mỗi người một tính, nếu Yên sư đệ thích đơn độc hành sự thì hắn không nên khăng khăng đòi đồng hành làm gì. Sư tôn bảo bí cảnh nhỏ thế này không có nguy hiểm gì lớn, mà cho dù thực sự gặp chuyện không thể giải quyết thì lúc nào cũng có thể bóp nát lệnh bài để dịch chuyển tức thời ra bên ngoài. Sư Hằng vừa suy nghĩ vừa im lặng nhìn Yên Cửu cố gắng đè linh kiếm xuống. Thanh kiếm này hết sức hoạt bát, cứ dẫy như điên, hình như đang giận dỗi sư đệ. Xem ra Yên sư đệ có chút việc nhà cần giải quyết, hắn không nên quầy dày thì hơn. Sư Hằng hơi chắp tay lại chào Yên Cửu thế ta đi trước nhé, sư đệ cứ tự nhiên. Dứt lời, Dư Hằng điều khiển linh kiếm bay vào đi, biến mất ở đằng chân trời. Đến khi không thấy bóng dáng Dư Sư Huynh đâu nữa, Yên Cửu mới buông tay ra. Trường Ly lập tức nhảy dựng lên, tiếc rẻ hỏi, Yên Tiểu Cửu, sao Huynh lại để cứu tinh của bọn mình chạy mất hả? Yên Cửu mím môi lại, xuất ra một lượng lớn linh lực làm linh thuyền đột nhiên tăng tốc vứt lũ sóc chó lại phía sau. Trường Ly không kịp chuẩn bị nên lảo đảo ngã ra sau. Trong tiếng gió gào rít, Trường Ly gân cổ hét thoáng lên, Yên Tiểu Cửu, chẳng phải huynh bảo mình không đủ linh lực à. Yên cửu đanh mặt lại, ban nãy trò chuyện đôi ba câu với dư sư huynh xong ta cảm thấy mình vẫn còn kham nổi. Trường ly vỡ lẽ, đây là gì nào đây chính là lòng hiếu thắng của đàn ông. Sau khi bay cật lực tầm một khắc, yên cửu mới điều khiển linh thuyền từ từ đáp xuống đất. Trường ly quay lại mặt đất, rốt cuộc cũng có cảm giác an toàn. Nàng nhìn quanh bốn phía, nơi này đã ra ngoài rìa thảo nguyên. Đồng cỏ xanh mướt từ từ đổi sắc, lá cỏ hơi cuộn lại và vàng úa. Trường Ly dùng mũi kiếm chọc vào một cái lá khiến nó lay khe khẽ. Đây là mùa thu à. Yên cử cúi xuống xem xét một lượt, mắt tối lại, tuy vài bí cảnh sẽ đủ bốn mùa trong một ngày, nhưng có vẻ chiếc lá này không ngả vàng vì thay mùa đâu. Trường Ly tò mò xoắn lấy chiếc lá, chiếc lá thon dài bị thân kiếm bệnh thành hình xoắn ốc, sao huynh biết. Yên cử dùng mũi chân nghiền đất nâu phía dưới, thấy chất đất tơi xốp ải tung. Thậm chí khi sờ vào, chàng sờ còn cảm thấy ấm ấm. Nhiệt độ đất chỗ này cao hơn chỗ vừa rồi rất nhiều. Nghe vậy, Trường Ly lập tức cắm nửa vỏ kiếm vào trong đất. Cảm giác ấm áp truyền vào mũi kiếm rất thoải mái, hệt như lúc ngâm chân khiến nàng chẳng nỡ rút ra. Yên Cửu nhìn theo hướng cỏ ngả vàng, phía cuối tầm mắt không còn dấu vết của cây cỏ nữa mà chỉ toàn đất nâu cằn cỗi. Có lẽ dưới lòng đất có gì đó. Trường Ly được đất ấm ủ nhún cả người, phải dùng hết ý chí mới rút mình ra được. Nàng rũ đất dính trên vỏ kiếm đi, bọn mình sang đó xem thử nhé. Yên Cửu cũng thấy hơi hứng thú, thế thì qua xem đi một người một kiếm tiến lại gần vùng đất cằn cỗi, càng đi về hướng đó, nhiệt độ không khí càng tăng cao. Ấy thế mà Trường Ly không hề thấy khó chịu tí nào, ngược lại còn như cá gặp nước. Nàng không treo trên người Yên Cửu để quá giang nữa mà từ từ bay lơ lửng trên không tầm ba thước, thong dong lướt về trước. Yên Cửu đi trên mảnh đất cằn cỗi trơ trụi, thì thoảng lại cảm nhận được hướng chuyển động của linh khí bèn đi theo hướng đó. Đi được một lúc, ngay cả Trường Ly cũng cảm thấy kỳ lạ. Yên Tiểu Cửu, sao ta cảm thấy linh khí ở đây còn dày đặc hơn cả đỉnh linh Việt vậy? Yên cửu cảm nhận linh khí nóng rực xung quanh, trà sát đầu ngón tay, nàng không nhầm đâu. Chàng đang nói thì trường ly lại lướt về trước thêm một tấc, còn phê hơn ở đỉnh linh Việt nữa. Hầu hết linh khí nơi này đều có tính hỏa, có lẽ nàng là một thanh kiếm thuộc hệ hỏa. Yên cửu nói xong nhưng chẳng thấy trường ly đáp lời, xung quanh lặng ngắt, chỉ có mỗi tiếng cát sỏi kêu lạo xạo khi gió luồng ngang. Chàng ngẩng phát lên mới phát giác linh kiếm bên cạnh đã mất tăm. Cùng lúc đó, Trường Ly bỗng cảm thấy mình bị một lực hút bất ngờ xuất hiện kéo xuống lòng đất mắt nàng lóa lên, vừa mở mắt ra đã thấy mình ở trong một cái hang động tối bưng. Trường Ly thận trọng lượn một vòng, yên tiểu cửu, huynh có đó không? Chỉ có tiếng vọng trầm trầm vang lên trong hang động, ngoài ra không còn gì khác. Lúc này, không hiểu sao Trường Ly lại có cảm giác chút được nỗi lo trong lòng, bởi nàng luôn biết thể nào vào bí cảnh này cũng sẽ gặp chuyện gì đó. Nàng không biết mình vừa khởi động chốt dịch chuyển nào, nhưng nếu đã vào đây thì đành đi bước nào tính bước đó vậy. Trường Ly rè dặt lướt chậm chậm về phía trước hang động này rất dài trường ly chẳng biết mình đã bay trong bóng tối bao lâu thì mới thấy vài tia sáng lập lòe trước mặt nàng bất giác bay nhanh hơn đến độ không kịp phanh lại rồi bị cuốn vào trong vòng sáng trắng lúc tỉnh lại trường ly phát hiện mình đang nằm trên một cái sạp trúc đơn sơ nàng ngẩng lên thấy bầu trời xanh ngắt có hai đám mây trắng đang bay sát vào thành một đám chúng quấn quít ôm lấy nhau rồi bị gió thổi về phương xa cây đại thụ bên sạp trúc bị gió thổi phát ra tiếng xào xạc một chiếc lá bị thổi dụng từ từ trao xuống, tình cờ thế nào mà lại đậu trên mũi trường ly. Nàng ngứa mũi, không kìm được mà hắt xì một cái. Chiếc sạp trúc rung lên vì cú hắt xì này, lung lay vài cái phát ra tiếng kéo kẹt. Chủ quán đang tranh thủ chập mắt một lát vội vươn tay đỡ cái sạp nhỏ của mình, lấy làm thắc mắc rõ ràng không có gió mà sao nó lại tự rung chứ. Trường ly tức khắc không dám lộn xộn nữa, nàng chửi thầm trong bụng, sao cái bí cảnh này có lắm chốt dịch chuyển thế không biết, cứ như búp bê Matrioska vậy, chẳng biết là ảo ảnh gì nữa đây. Sở Dĩ Trường Ly cho rằng đây là ảo ảnh vì nàng cảm thấy cơ thể mình không giống trước đây lắm. Nàng không thấy linh hoạt uyển chuyển, có dối tự nhiên mà người ngườm cứ nặng trình trịch như một thanh kiếm sắt bình thường, nếu bị vứt vào đống kiếm thì chưa chắc Yên Tiểu Cửu đã nhận ra. Bấy giờ có râm ba gã đàn ông đi ngang sạp trúc. Chủ sạp thấy tướng tá bọn họ cường tráng như biết võ bèn gào toáng lên, đại ca đi ngang ghé xem một cái nào, đều là kiếm sắt thượng hạng, chớm sắt như chớm bùn, bén ngót đứt cả tóc, một thanh chỉ 30 đồng thôi. Một gã đàn ông trong số đó cầm thanh kiếm nặng trịch lên, ước lượng trong tay rồi vứt lại sạp. Mỗi thanh kiếm dởm này mà đòi 30 đồng á. Chiếc sạp bị thanh kiếm nặng kia ghi xuống, Trường Ly hơi khó chịu muốn dịch sang bên cạnh vì nàng bị thanh kiếm kia đè lên chân. Trường Ly chưa kịp nhích người đã thình lình bị chủ sạp cầm lên đưa. Tới trước mặt gã nọ, nếu thanh kia không tốt thì ngài xem thanh này đi. Đây chính là thanh kiếm do tiệm rèn tống thị trấn trên đúc đấy, phải nói là cực phẩm luôn. Trường Ly bị khuôn mặt ngăm đen râu ria sồm xoàm trước mặt dọa sợ, bỗng thấy hơi nhớ khuôn mặt tuấn tú của Yên Tiểu Cửu ít nhất sẽ không đột nhiên dọa kiếm sợ. Gã đàn ông liếc thanh kiếm rồi bật ra tiếng cười nhạo. Hắn vứt thanh kiếm trong tay chủ sạp đi, tiệm rèn tống thì tiệm này đắc tội quý nhân đến mức bị niêm phong rồi mà ông còn dám bán kiếm nhà họ à. Mặt chủ sạp biến sắc ngay, không thể nói thế được, người khác kiếm khác, kiếm này tôi nhập từ tống thị nửa năm trước rồi. Gã nó càng cười tận hơn, nửa năm còn chưa bán nổi là biết không phải thứ tốt lành gì rồi. Trường Ly suy một tiếng, ông mới không phải thứ tốt lành gì thì có. Hai người cãi nhau văng tứ tung nước miếng, còn Trường Ly chỉ có thể nằm yên bất động dưới bùn đen. Nàng cảm thấy mặt đất cấn đau cả người lại còn hơi dơ, chỉ mong hai người này mau cãi xong để có ai đó lượm nàng lên. Ngày hôm sau, đỉnh vô danh lại có thêm một tin tốt lành. Ở vòng 2, Dư Hằng đã giành chiến thắng suýt soát, thuận lợi vào vòng trong. Nhận được tin vui, Thái Diễn chân Nhân kích động chưa từng thấy, lập tức gọi Yên Cửu và Dư Hằng tới điện chính đỉnh vô danh để dặn dò kỹ càng. Đây là thành tích tốt nhất mà đỉnh vô danh ta đạt được trong gần 50 năm qua, có lẽ là sư tổ trên trời hiển linh. Trường Ly ỉu xìu treo bên hông yên cửu, nghe Thái diễn chân nhân phát biểu cảm nghĩ nhiệt huyết như thế thì chỉ cảm thấy sư tổ đỉnh vô danh đã phạm sai lầm, đặt niềm tin vào yên tiểu cửu chỉ tổ tốn công. Nếu sư tổ hiền linh thật thì nàng chỉ muốn khuyên ông ta nên đổi một đệ tử có tiềm lực càng sớm càng tốt. Nói một tràng xong, Thái diễn chân nhân hài lòng ngắm hai đệ tử rồi tung một quả bom hạng nặng. Mười người đứng đầu lần này không những sẽ được tông môn khen thưởng linh thạch pháp bảo mà còn có tư cách tiến vào bí cảnh huyền thiên trước nữa. Trường Ly vừa nghe đến đây đã run lẩy bẩy, vì từng đọc nguyên tác nên nàng hơi bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương với bí cảnh. Vừa nghe đã biết cái bí cảnh huyền thiên này chẳng phải nơi tốt lành gì. Thái diễn chân nhân ôn tồn nói, bí cảnh huyền thiên được chuẩn bị riêng cho đệ tử cấp trúc cơ nên không nguy hiểm lắm mà lại có rất nhiều cơ duyên trong ấy, được vào đó sớm một bước thì sẽ có nhiều cơ hội hơn hẳn người khác. Trường ly thầm hừ khẩy, nếu vào bí cảnh này không phát sinh sự cố gì thì nàng sẽ vặc đầu à không, vặc chuôi kiếm xuống cho yên tiểu cửu chơi luôn. Thái diễn chân nhân phát họa một cái bánh vẽ to hoạch cho hai đệ tử đỉnh vô danh xong thì chiều miến tiến họ về. Được thái diễn chân nhân bơm mấu gà, dư hằng cực kỳ ham hở. Hắn ngỏ lời mời thân thiện với yên Cửu, yên sư đệ, để có muốn cùng ta tới sân luyện kiếm chuẩn bị sẵn sàng cho vòng đấu tiếp theo không? Yên Cửu chẳng có hứng thú gì với phần thưởng của tông môn cũng như cái bí cảnh kia bèn khéo léo từ chối lời mời của dư hằng. Dọc đường về, một người một kiếm tình cờ gặp vài đệ tử đỉnh vô danh, hễ ai trông thấy yên cửu cũng đều tỏ ra vồn vãi nhiệt tình. Yên sư đệ cố lên nhé. Vinh quang của đỉnh vô danh năm nay đều dựa cả vào đệ và dư sư huynh đấy. Yên cửu, chẳng hiểu sao mà chàng lại thấy gánh nặng tâm lý nhiều hẳn lên. Nhìn đám đệ tử hồ hởi này từ từ khuất dạng trên con đường núi lát đá xanh, trường ly khẽ than, các cụ hay nói người sợ nổi tiếng heo sợ mập thật chí lý. Yên cửu lén cãi thầm trong bụng, chàng không phải người mà cũng chẳng phải heo nốt. Sau khi danh sách đấu lôi đài vòng 3 được công bố, Yên cửu bỗng nổi như cồn ở đỉnh vô danh. Đã nhiều năm đỉnh vô danh chưa có chuyện vui như vậy nếu không phải cuộc thi còn chưa kết thúc thái diễn chân nhân sợ giống trốn khua chiêng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của hai đệ tử thì trường ly nghĩ chắc ông ta đòi răng cả biểu ngữ chiêu cáo thiên hạ trên đỉnh núi luôn may mà thái diễn chân nhân vẫn còn chút lý trí nên đã bỏ qua vụ đó nếu không e là yên cửu sẽ bỏ trốn trong đêm mất tuy sự mong đợi của toàn bộ đỉnh vô danh khiến yên cửu thấy hơi áp lực nhưng trận cần thua thì chàng vẫn sẽ thua theo như trường ly nói là đỉnh vô danh vẫn còn hạt giống tốt như dư sư huynh thì sao tới lượt yên cửu cáng đáng trách nhiệm nếu chàng làm trụ cột, nhớ một ngày nào đó trời giáng xét xuống thì nàng còn phải chịu vạ lây. Yên cửu hết sức đồng ý với nàng, chàng thấy phấn chấn hẳn lên, bắt đầu bàn bạc với trường ly về xác suất thua ngày mai. Ninh tầm đã là kỳ cuối trúc cơ, phần lớn đệ tử thân truyền như lâm diệu toàn, giang sách đều là kỳ sau trúc cơ, còn ta mới lên kỳ giữa trúc cơ, có thể xem như kẻ yếu nhất trong số đám đệ tử vào vòng trong. Trường ly nghe xong bỗng thấy xác suất thua của yên cửu rất lớn. Nàng ngẫm nghĩ rồi bồn chồn hỏi, nghe nói kiếm tu có thể vượt cấp rất người, huynh liệu có vượt cấp thắng người không đấy. Ở vòng đấu lôi đài đầu tiên, Yên Tiểu Cửu đánh thắng đối thủ kỳ giữa trúc cơ thì nàng còn cố lý giải được, nhưng nếu sắp tới chàng đánh thắng cả đồng môn có tu vi cao hơn thì nàng thật sự nghi ngờ ánh mắt chọn người của mình. Yên Cửu nín tinh một giây, đâu riêng gì kiếm tu, cả yêu cũng thế mà. Chàng lý nhí hứa ta sẽ cố gắng hết sức, còn chưa dứt lời, Yên Cửu đã bắt gặp ánh mắt cực kỳ sốt ruột của Trường Ly. Chàng càng cảm thấy áp lực hơn, có trời mới biết ngay cả lúc một con yêu như chàng đơn độc lẻn vào quy nguyên kiếm tông cũng chẳng thấy áp lực cỡ này. Trường ly dầu thúi ruột vị yên tiểu cửu, là một thanh kiếm từng đọc nguyên tác, nàng hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc cố gắng sống sót. Mỗi năm giới tu tiên lại xuất hiện vô số con cưng của trời, nhưng liệu có bao nhiêu người trong số đó được sống thọ chất già? Đa số đều ra đi khi tuổi còn xanh, sau rốt người khác cũng chỉ cảm thán một câu cao xanh hờn đấng anh tài là cùng. Trường ly nghĩ nếu đã là người qua đường không có số làm nhân vật chính thì nên biết thân biết phận. Nàng quả quyết nói, tóm lại, vòng này chúng ta chỉ được thua, không thể thắng. Ngày hôm sau, 14 đệ tử lọt vào vòng trong xếp thành hai hàng đứng ở quảng trường đá xanh trên đỉnh Lăng Tiêu yên lặng chờ cuộc thi bắt đầu. Trong đó, ngoài đỉnh Lăng Tiêu có bốn người thì các đỉnh Ngọc Hoa, Bích Vân, Chu Minh, Linh Việt và Vô Danh đều có hai người vào vòng trong. Những năm trước, đỉnh Vô Danh không có hoặc chỉ có tối đa một người vào vòng trong nên đỉnh Ngọc Hoa và Bích Vân sẽ có thêm một hoặc hai suất nữa. Luật thi năm nay hơi khác trước đây, ai có thời gian thi đấu ngắn hơn ở vòng trước sẽ được quyền ưu tiên chọn đối thủ ở vòng này. Như vậy, người vào thẳng vòng này là Yên Cửu nghiễm nhiên được chọn đối thủ đầu tiên. Đám đệ tử xem thi đấu dưới đài nhìn chằm chằm Yên Cửu như thể trên người chàng đang dán bốn chữ kẻ được trời chọn to đùng. Nếu là ta, ta sẽ chọn kẻ yếu nhất, như thế ít nhất cũng chắc xuất vào nhóm 10 người, người đứng đầu. Lần này đỉnh vô danh nở mày nở mặt rồi, thèm nhóc này tốt số quá đi mất, Trường Ly không kìm được mà nói khẽ bên hông Yên Cửu, bọn mình chọn người mạnh nhất nhé yên cửu lập tức chỉ vào ninh tầm ta chọn ninh trường ly tức giận thụi yên cửu một cú trừ nàng ta ra yên cửu bị thụi nên chưa tay chỉ trạch sang giang sách đứng cạnh ninh tầm quản sự chủ trì cuộc thi lập tức hô lớn cặp đấu đầu tiên yên cửu đỉnh vô danh và giang sách đỉnh bích vân dưới đài ồ lên không ngờ hắn lại chọn giang sư huynh dám khiêu chiến đệ tử thân truyền thì đáng mặt đàn ông thật đấy xin bái phục đỉnh vô danh lần này lại ra về tay trắng rồi giang sách hơi ngạc nhiên nhìn yên cửu một cái hai hôm trước hắn cũng có nghe nói về gã đệ tử đỉnh vô danh được vào thẳng vòng trong này. Nhưng dẫu sao kiếm tu vẫn coi trọng thực lực hơn, nếu chỉ dựa vào may mắn thì không thể đi xa được. Phần chọn cặp đấu nhanh chóng kết thúc, Yên Cửu và Giang Sách là cặp đầu tiên lên lôi đài. Trường Ly không khỏi phấn khích, Giang Sách là thân truyền của đỉnh Bích Vân, thực lực chỉ thua mỗi ninh tầm, nghe nói lần này hắn là một trong ba thí sinh đứng đầu, biết đâu sẽ đánh bại bọn mình trong vòng ba chiêu cũng nên. Yên Cửu cứng đơ người, ba chiêu e là hơi khó. Trường Ly vẫn rất lạc quan, ba chiêu không được thì chắc 10 chiêu sẽ đủ. Yên cử cố nhớ lại cảnh giang sách thử kiếm nhưng chẳng nhớ nổi. Ngoài ninh tầm thì hình như chiêu thức của những người khác không có gì nổi bật cả. Trận đấu chính thức bắt đầu, tuy Yên cử chỉ là đệ tử mới vào nội môn nhưng giang sách vẫn dốc toàn lực thi đấu. Bởi hắn không chỉ đại diện cho bản thân mình mà còn đại diện cho đỉnh Bích Vân nên không cho phép mình phạm bất cứ sai lầm nào. So với vẻ nghiêm túc của Giang Sách, Yên Cửu trông thoải mái hơn nhiều. Sau khi đánh qua đánh lại vài chiêu với Giang Sách, chàng bắt đầu giả bộ không chống đỡ nổi. Trường Ly thấy thế thì khen ngay, yên tiểu cửu, huynh lành nghề lắm. Xem cái điệu chật vật đỡ đòn, hễ cản trái là hụt phải của chàng thì ai cũng nghĩ chuyện yên cửu thua giang sách chỉ là vấn đề thời gian. Được trường Ly khen, yên cửu vô thức nhoẻn môi cười. Nhưng biểu cảm nhỏ nhặt này của chàng lại bị giang sách bắt gặp. Hắn bỗng sinh lòng cảnh giác, bắt đầu ra đòn thận trọng hơn. Yên cửu vội mím môi lại, giả bộ như không có gì xảy ra. Chàng gắng ngượng đỡ thêm vài chiêu rồi loạn trọng né hai bước dùng kỹ thuật diễn cả đời để đưa cổ mình tới dưới kiếm giang sách. Nếu không phải đang ở trước đám đông, Trường Ly thực sự muốn nhảy dựng lên vỗ tay hoan hô chàng, quá hoàn hảo. Giang sách đỉnh bích vân thắng, giang sách thoáng do dự rút kiếm về, hắn cứ cảm thấy có gì đó không ổn vì trận này thắng dễ đến khó tin. Yên cửu hơi khom lưng chào giang sách rồi khoan khoái bước xuống đài. Đám đệ tử đỉnh vô danh theo dõi trận đấu gần đó nhào tới thân thiết an ủi, yên sư đệ, đệ thua giang sư huynh là chuyện rất bình thường, đừng buồn nhé. Phải đó, mấy năm trước giang sư huynh đã lên kỳ sau trúc cơ ngoài ninh sư tỷ thì chẳng có đệ tử nào cùng thế hệ đánh thắng huynh ấy cả nhưng yên sư đệ gan thật đấy không ngờ đệ dám chọn giang sư huynh yên cửu bình tĩnh ứng phó với đám đệ tử đỉnh vô danh xong thì đi sang bên cạnh tiếp tục xem thi đấu chàng vừa quan sát lôi đài vừa hỏi trường ly sao hả có phải màn thể hiện của ta không chê vào đâu được không vẻ đắc ý lộ rõ mồn một trong giọng nói trường ly không hề bùn xỉn lời khen với chàng huynh thua tự nhiên lắm luôn cứ như nước chảy thành sông ấy Yên cửu tức khắc thấy lòng lâng lâng, nếu không bị hình người cản trở thì chàng đã xóa tung cái đuôi bồng bềnh ra vẫy loạn xạ. Nhưng ngay sau đó, Trường Ly lại đổi chủ đề, Giang Sư Huynh đúng là đệ tử thân truyền có khác, chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng hoàn hảo, lần này ít nhiều cũng nhờ có huynh ấy. Chẳng hiểu sao Yên cửu lại thấy hơi hụt hẫng, đến độ chẳng muốn vẫy đuôi nữa. Rõ ràng trận thua này là do chàng cố gắng mà có, mắc mớ gì tới thèm danh Giang sách kia. Trường Ly vẫn dán mắt vào Giang sách, tuổi hắn mấp mé giữa trai trai và trưởng thành, tướng tá hơi mảnh khảnh. Vai rộng eo thon, đường nét cơ thể rất đẹp. Trường Ly không kìm được mà âm thầm suýt xoa, trông dáng dấp thế kia thì chắc chắn là nam phụ có số có má rồi. Yên Cửu bất mãn xoay kiếm sang hướng khác, tuy chàng không rõ Trường Ly đang nhìn gì nhưng trực giác mách bảo chàng rằng đó chẳng phải thứ gì tốt lành, vẫn nên chuyển hướng thì hơn. Trường Ly bất thình lình bị xoay mặt vào vạt áo Yên Cửu. Nàng á, lên một tiếng, tự xoay mặt ra, huynh tẩy máy tay chân gì đấy? Yên Cửu đáp tỉnh bơ, "Cặp tiếp theo sắp thi đấu rồi nên ta lựa góc đẹp cho nàng xem." trường ly trợn trắng mắt huynh xoay nhầm hướng rồi yên cửu không hề áy náy nói xin lỗi ha trường ly lầm bầm mấy tiếng nể tình yên tiểu cửu vừa chiến bại như nguyệt nàng quyết định rộng lượng bỏ qua cho chàng lần này sau hơn nửa ngày thi đấu bảy đệ tử chiến thắng bước vào trận đấu tranh ba hạng đầu dư hằng may mắn trở thành một trong số đó trường ly không thể không cảm thán cái bánh vẽ hôm qua của thái diễn chân nhân thực sự đã tạo động lực rất lớn cho dư sư huynh còn bảy người thua cuộc thì tranh nhau ba suất vào bí cảnh huyền thiên trước Trận đấu này đơn giản mà kịch liệt hơn nhiều, vì bảy người cùng lên lôi đài một lúc, ba người trụ lại cuối cùng sẽ giành chiến thắng. Sau trận đấu sáng nay, Yên Cửu cực kỳ có lòng tin vào bản thân. Mấy trận hỗn chiến nhiều người kiểu này dễ đục nước béo cò để bị loại hơn nhiều. Trường Ly cũng thấy nhẹ nhõm, chuyện đề cử, song sinh hoán đổi, ngọt ngào riêng em. Chỉ cần không lọt vào danh sách 10 người đứng đầu theo ninh tầm vào bí cảnh thì sát suất gặp sự cố sẽ giảm xuống cực thấp đa số đệ tử xem thi đấu đều bị trận quyết đấu tranh giành ba thứ hạng đầu thu hút nên chẳng có mấy người nán lại bên này yên cửu và trường ly thong thả lên lôi đài cùng sáu người còn lại mỗi người chiếm cứ một góc lôi đài mấy người trên đài đưa mắt dò xét lẫn nhau ai cũng có tính toán riêng của mình lúc trường ly phát giác ánh mắt của đám còn lại không hẹn mà cùng đổ dồn về phía họ thì chợt có dự cảm không lành yên tiểu cửu huynh có cảm thấy bất ổn không yên cửu đứng im một chỗ đang bận nghĩ xem mình nên xuống đài kiểu gì cho hoàn hảo nghe trường ly hỏi vậy thì ngớ ra bất ổn chỗ nào, chàng còn chưa dứt lời thì trận đấu đã bắt đầu. Sáu người còn lại lập tức chia thành từng cặp lao vào đánh nhau, chỉ còn thừa mỗi họ đứng chờ trọi cho gió lùa qua, thổi tung góc áo yên cửu. giọng trường ly rất đối nặng nề, âm cuối nghe vừa trầm vừa dài. thấy chưa bất ổn thế đó, yên cửu thuận mặt ra, ngơ ngác nhìn sáu người kia đánh nhau. sao không ai đánh ta hết vậy? trường ly suy đoán, chắc họ nghĩ huynh vào vòng trong nhờ ăn may nên không đáng gờm chăng? yên cửu bất giác nghiến răng. Trường Ly ngẫm nghĩ rồi nói, thật ra cũng dễ hiểu mà. Nếu là ta thì chắc ta cũng cố loại bỏ những đối thủ mạnh trước rồi cuối cùng tiện tay loại nốt huynh là xong. Yên cửu nghe hai chữ tiện tay mà nhói lòng, chàng bỗng ngứa ngáy muốn nhập cuộc. Cứ đứng đây đợi họ đánh xong thì lâu quá, ta nghĩ nếu bọn mình chủ động ra tay thì sẽ bị loại mau hơn. Trường Ly không phản đối, bị loại sớm hay muộn cũng đều là bị loại nên nàng không có ý kiến gì cả. Yên cửu rút kiếm tính chen vào cặp đấu gần chàng nhất. Không ngờ hai người kia vừa liếc thấy chàng là lập tức đổi chỗ đánh nhau, dùng hành động để chứng tỏ bọn họ không chào đón chàng chút nào. Trường Ly nhìn Yên Tiểu Cửu cầm kiếm đứng ngu người giữa lôi đài thì hơi buồn cười. Nàng xấu tính trêu, vẫn còn hai cặp nữa mà, huynh có thể thử tiếp. Yên Cửu lại cầm kiếm xông lên, đúng như Trường Ly dự đoán, hai cặp khác cũng vội vàng né tránh Yên Cửu, chỉ tập trung quyết đấu với đối thủ mình chọn. Thậm chí một người trong số họ còn nhín thời gian lường Yên Cửu một cái sắc lẹm như chê chàng vướng víu. Trường Ly không kìm được mà cười phá lên khiến thân kiếm mảnh dài rung nhẹ nhẹ, Yên cửu lặng lẽ lùi vào một góc lôi đài như cây nấm héo queo. Chàng chợt chọc thân kiếm hỏi, có phải nàng đã đoán trước sẽ như thế không? Trường Ly cố nhịn cười, hùng hồn nói, đâu có, ta cũng muốn bọn mình bị loại sớm mà. Yên cửu ấm ức chọc ngón tay vào chuôi kiếm. Trường Ly á lên một tiếng, họ đang nói chuyện thì trên đài phát sinh biến cố. Hai, cặp đệ tử mới né tránh Yên cửu vô thức sắp lại gần nhau khiến nhát kiếm của một người cặp này vô ý đâm bị thương một người cặp khác. Nhát kiếm này như mồi lửa rơi xuống đống củi, xèo một phát khơi bùng đám cháy lớn. Bốn người nọ bắt đầu xông vào đánh nhau, Trường Ly chân chối nhìn bốn người tự dưng lâm vào hỗn chiến, nhất thời câm nín. Trong lúc hỗn chiến, có hai người lần lượt rơi xuống đài rồi bị loại ngay lập tức. Chẳng hiểu sao vụ hỗn chiến ở góc này lại kích thích cặp đệ tử đang giao chiến ở góc khác. Bọn họ bỗng chuyển sang hợp tác với nhau, đồng lòng xông qua bên này đánh hai người còn lại vốn đã kiệt sức văng khỏi lôi đài. Trường Ly tức khắc há hốc miệng lẩm bẩm, yên tiểu cửu, bọn mình tiêu đời rồi. Yên Cửu cũng đứng hình, bốn người hỗn chiến đều bị loại hết, trên đài chỉ còn lại chàng và hai người nữa. Ba người chiến thắng cứ thế được xác định, Triệu Thanh đỉnh Lăng Tiêu, Tôn Đào đỉnh Ngọc Hoa, Yên Cửu đỉnh vô danh chiến thắng. Mặt Yên Cửu tái xanh, bấy giờ hai người Triệu Thanh và Tôn Đào vừa nói vừa cười đi sang chỗ Yên Cửu. Yên sư đệ, kế sách của đệ tuyệt lắm, đệ giả bộ nhập cuộc để dụ họ tụ lại một chỗ, thế là chẳng cần ra tay đã loại bỏ được đối thủ. Lời đồn bên ngoài chẳng đúng gì cả đâu phải yên sư đệ vào vòng trong nhờ may mắn chứ rõ ràng là nhờ trí tuệ yên cửu câm như thóc trường ly cũng câm như thóc yên cửu cố lắm mới mở miệng nổi hai sư huynh à ta thực sự không triệu thanh vội xua tay rồi đá lông nheo với chàng không sao để khỏi giải thích bọn ta hiểu mà tôn đào cười khúc khích dù sao bọn mình đều chiến thắng giờ cả làng cùng vui trường ly im lìm treo bên hông yên cửu y như con cá khô mới hong gió xong không bọn họ chẳng vui tẹo nào hết hai người Triệu Thanh và Tôn Đào tán gẫu đôi ba câu xong thì vội vàng chạy sang lôi đài bên kia xem trận đấu tranh ba hạng đầu. Trường Ly và Yên Cửu đứng chôn chân tại chỗ, vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Trường Ly thở dài một hơi, dạo này số lần nàng thở dài nhiều phát khấp. Yên Tiểu Cửu, hiểu lầm này lớn ghê gớm, Yên Cửu cực kỳ ấm ức, ai bảo kiếm tu là đám đầu to mà óc trái nhau chứ, một khi bọn họ nghĩ bậy bạ thì không ai bì nổi. Trường Ly đau khổ nhắm mắt lại, cái bí cảnh kia. Yên Cửu khựng lại một giây, nếu ta bảo không đi chắc thái diễn chân nhân sẽ kể kiếm lên cổ ta ngay trường ly cũng biết thái diễn chân nhân cực kỳ coi trọng thành tích của đỉnh vô danh lần này đỉnh vô danh có hai đệ tử hay một đệ tử được vào bí cảnh trước khác nhau rất lớn sau 50 năm thái diễn chân nhân mới có cơ hội nở mày nở mặt một lần đời nào ông ta chịu để yên cửu rút lui yên cửu khẽ nói hay bọn mình vào bí cảnh lượn lờ đợi hết giờ trở ra là xong theo thái diễn chân nhân nói thì cái bí cảnh kia không có gì nguy hiểm hết trường ly thấy hơi tuyệt vọng vì yên tiểu cửu không hiểu gì cả nếu có ninh tầm thì dù là một bí cảnh nhỏ an toàn cũng sẽ phát sinh sự cố thôi. Trong lúc đó, trận đấu bên kia vẫn đang tiếp diễn. Khi Yên Cửu và Trường Ly ngồi sổ một góc giả làm nấm thì cuối cùng cũng có kết quả trận đấu. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Ninh Tầm giành hạng nhất, Giang Sách Đỉnh Bích Vân xếp hạng 2 và Lâm Diệu Toàn Đỉnh Ngọc Hoa đạt hạng 3. Là một trong ba người thắng chót, Yên Cửu được tông môn khen thưởng 300 linh thạch cấp thấp tương đương với giải khuyến khích đã quen nhìn yên cửu tiêu tiền như nước ở linh thiện đường nên trường ly cũng xem như một thanh linh kiếm trải sự đời. Nàng nhìn 300 linh thạch này với vẻ ngán ngẩm, chỉ đủ ăn vài món ở linh thiện đường chứ mấy. Yên cửu sờ bụng, hôm nay đi ăn một bữa đi, hai ngày qua thi đấu mệt mỏi quá chừng. Trường ly hết sức tán thành, tiếc là kế hoạch ăn một bữa đã đời của một người một kiếm bị thái diễn chân nhân cản trở. Tại điện chính trên đỉnh vô danh, thái diễn chân nhân ung dung vuốt tròm dâu được chăm sóc tỉ mỉ, Nói với Hiên Cửu và Dư Hằng, tông môn đã quyết định ba hôm nữa sẽ mở bí cảnh Huyền Thiên, trước đó các con cần chuẩn bị một chút. Trường Ly vô thức thẳng người dậy, theo logic thông thường thì khi bậc bề trên trong tông môn nói câu này thì đa phần sẽ cho đệ tử ít pháp bảo phòng thân hoặc hé lộ chút thông tin về bí cảnh. Nàng nhìn chằm chằm thái diễn chân nhân, nhưng chỉ thấy ông ta mân mê cổ tay áo trống rỗng, đằng hắng mấy tiếng rồi nói, đỉnh vô danh mình luôn eo hẹp kinh tế nên ta cũng không có thứ gì tốt cho các con. Thân kiếm đang dựng thẳng của Trường Ly tức khắc siêu xuống. Thái diễn chân nhân lại nói tiếp, trước kia mấy đỉnh núi khác đều có đệ tử được vào bí cảnh trước nên vài đỉnh sẽ có tin mật truyền nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng tình hình đỉnh vô danh mình thế nào hẳn các con cũng rõ, gần 50 năm qua chúng ta không có đệ tử nào vào đó. Trường Ly ngã ngửa ra sau, dựa vào hông yên cửu trợn trắng mắt. Nói tóm lại là chẳng có cái cóc khô gì hết, hình như thái diễn chân nhân cũng thấy làm vậy không hay lắm, bèn vất phát nhưng có một thứ ta có thể dạy các con. Đó là kỹ năng thiết yếu khi vào bí cảnh của kiếm tu, mắt sư sư huynh sáng rỡ thấy hơi kỳ vọng về kỹ năng thiết yếu mà thái diễn chân nhân mới nói trường ly quyết định tin tưởng thái diễn chân nhân thêm một lần xem rốt cuộc ông ta có thứ gì tốt thái diễn chân nhân nở một nụ cười ý nhị rồi thong thả thốt ra ba chữ cưới kiếm bay sư hằng thoáng sửng sốt có lẽ đám đệ tử thân truyền và đệ tử nội môn đã được sư tôn dạy cưới kiếm bay từ lâu nhưng đúng là đạo pháp đường chuyên giảng dạy đám đệ tử ngoại môn bình thường chưa dạy kỹ năng này thật yên cửu ngẫm nghĩ cũng thấy có lý trước kia chàng chưa học cưới kiếm bay bao giờ Mới đầu Trường Ly cảm thấy cuối cùng Thái Diễn chân nhân cũng đáng tin một lần. Bí cảnh lớn như vậy, nếu chỉ dựa vào hai cẳng thì chẳng biết phải đi tới ngày tháng năm nào mới hết, đúng là bay nhanh hơn thật. Nhưng ngay sau đó, não nàng chợt nảy số, ủa, cưỡi kiếm á, nàng chính là kiếm mà. Trường Ly lập tức trợn tròn mắt, khoan đã, nàng, nàng sợ độ cao. Trường Ly chưa kịp lên tiếng phản đối thì Thái Diễn chân nhân đã dẫn Hiên Cửu và Dư Hằng lên thẳng đỉnh núi cao nhất. Thái Diễn chân nhân dừng lại bên vách núi, xoay người nói với hai đệ tử, đây là nơi thích hợp nhất để luyện cưới kiếm bay ở đỉnh vô danh mình. Trường Ly dè dặt ló đầu ra liếc xuống bờ vực thăm thẳm bên dưới. Vực sâu hun hút không thấy đáy, chỉ có mây trắng cùng sương mù cuốn bay theo gió và vách núi xanh biếc thấp thoáng bên dưới. Nàng tức khắc thấy hoa mặt chóng mày, vội rụt ngay thân kiếm về. Nàng chịu thua, đừng nói là bay mà chỉ liếc một cái đã nhũn hết chân rồi. Bên kia, Thái Diễn chân nhân đang truyền thụ bí kíp cưới kiếm bay. Điều quan trọng nhất khi cưỡi kiếm bay là phải to gan, nhưng chuyện này chẳng có gì khó với kiếm tu chúng ta dù sao mọi người đều ra dày thịt béo, cứ ngã vài lần là sẽ học được thôi. Trường Ly, hình như nàng biết vì sao nhiều tu sĩ ngỏm củ tỏi trên đường truy tìm đại đạo thế rồi, với cái kiểu tu luyện thô bạo như vậy thì không chất cũng bị thương. Thái diễn chân nhân nói xong liền móc hai lọ thuốc trong ống tay áo ra đưa cho Yên Cửu và Dư hàng mỗi người một lọ. Bí cảnh sắp mở cửa rồi nên không còn nhiều thời gian nữa. Đây là thuốc trị thương tốt nhất đỉnh vô danh mình, bảo đảm các con sẽ không cụt tay gãy chân, bình yên tiến vào bí cảnh trường ly nghe vậy thì chỉ muốn túm cổ tay áo thái diễn chân nhân hỏi một câu các ông chỉ chuẩn bị thuốc thang cho người mà không nghĩ tới cảm nhận của kiếm sao nhỡ lúc cưới kiếm bay gặp sự cố kiểu như rớt máy bay thì chẳng những người gặp chuyện không may mà kiếm cũng chẳng thoát nạn thái diễn chân nhân không biết trường ly đang chửi thầm mình sau khi dặn dò những điểm quan trọng ông ta bèn dùng mắt ra hiệu cho hai đệ tử tranh thủ thời gian luyện tập làm sư huynh trước ánh mắt mong đợi của sư tôn dư hằng đành nhắm mắt làm liều thải linh kiếm ra rồi lẩy bẩy đứng lên đó dư sư huynh đứng trên thanh kiếm hẹp hít sâu một hơi như để tự trấn an mình. Linh kiếm chỉ cách mặt đất có hơn một thước nhưng Trường Ly vừa ngước lên đã thấy vạt áo dư sư huynh run nhẹ nhẹ. Thấy dư hằng không nhúc nhích gì, Thái Diễn chân nhân nhìn hắn với ánh mắt thắc mắc, dục con bay đi chứ. Dư sư huynh nhắm tiệt mắt lại, tuyệt vọng dùng linh lực thuốc kiếm. Ngay sau đó, linh kiếm liền chở dư sư huynh bay vào đi. Chưa đầy 10 giây sau, bóng dáng dư sư huynh đã biến mất trong biển mây minh mông. Trường Ly vô thức nuốt nước miếng, tốc độ này dễ gặp tai nạn giao thông lắm đó thái diễn chân nhân cười rất mực hiền từ hài lòng nói nhìn kia chẳng phải thế là học xong rồi à rồi ông ta quay sang nhìn yên cửu ôn tồn bảo đến lượt con yên cửu chưa kịp nói gì thì trường ly đã như con mèo bị dẫm phải đuôi xù hết lông lên yên tiểu cửu huynh có giỏi thì dẫm lên người ta thử xem yên cửu trần chờ, kiếm linh của chàng là một cô nhóc yếu ớt đáng yêu quả thật không thích hợp bị dẫm đạp trước ánh mắt thúc giục của thái diễn chân nhân yên cửu mở miệng nói con không dám làm phiền chân nhân ạ à, ngài cứ lo việc của mình đi con sẽ tự luyện tập ánh mắt thái diễn chân nhân lộ vẻ thấu hiểu đám đệ tử trẻ bây giờ sĩ diện quá nên cứ ngại ngã bầm dập mặt mũi trước mặt sư tôn sẽ bị mất thể diện ông ta đi guốc trong bụng chúng được thế còn cố gắng luyện tập nhé dứt lời thái diễn chân nhân bèn phất tay áo thong thả đi mất bỏ lại yên cửu và trường ly đứng tần ngần trước vực thẳng giọng trường ly thoáng run rẩy yên tiểu cửu chúng ta khỏi học cưỡi kiếm bay nhé yên cửu ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc nói ta khỏi cần học cưỡi kiếm bay cũng được dù sao chàng vẫn còn pháp bảo khác để bay lượn Trường Ly vừa thở vào một hơi thì lại yên cửu nói tiếp, nhưng nàng phải học cách bay, nhỡ trong bí cảnh có gì nguy hiểm thật thì nàng còn chạy kịp chứ. Hơi thở Trường Ly nghẹn ứ trong cổ, kẹt cứng ở đó không lên xuống gì được. Khó khăn lắm nàng mới thở đều lại, Lý Nhí cãi, giờ ta đã biết bay rồi mà, bay thấp thì cũng là bay. Yên cửu không khỏi lộ vẻ bất đắc dĩ, Trường Ly bay cao lắm thì cũng chỉ tầm chiều cao một người bình thường, thế thì sao gọi là bay được, cùng lắm chỉ là trượt. Yên cửu dốc sạch kiên nhẫn khuyên nhủ cô nhóc kiếm linh, làm gì có linh kiếm nào không thích bay lượn chứ nàng xem bình thường trên bầu trời kiếm tông có đẩy bóng kiếm đấy thôi nàng không muốn ngắm phong cảnh từ trên cao sao trường ly quả quyết lắc đầu không ta không muốn nàng là một thanh kiếm cực kỳ thực tế chỉ thích du rú dưới đất thôi thấy trường ly không chịu nhúc nhích yên cửu hơi lúng túng trước khi chàng tới quy nguyên kiếm tông đâu ngờ có ngày mình lại phải dạy linh kiếm bay chứ một người một kiếm đang rằng co thì thình lình nghe thấy tiếng thét to phía đằng xa yên sư đệ xin né đường Yên Cửu lui sang bên cạnh theo phản xạ, sau đó thấy một bóng người vụt qua trước mắt. Ngay sau đó, vách núi trước mặt vọng tới một tiếng vang lớn, bóng người nọ và linh kiếm dưới chân hắn đều ngã chỏng vó dưới đất. Kia đích thị là Dư Sư huynh vừa bay đi. Trường Ly nhìn Dư Sư huynh vừa rên rỉ vừa ôm eo lồng cồm bò dậy thì tự dưng thấy lạnh run người. Cưới kiếm bay thật là đáng sợ. Dư Sư huynh tỉnh bơi nhặt cỏ vướng trên đầu và phủi bụi dính trên y phục đi. Hắn móc lọ thuốc thái diễn chân nhân vừa cho ra, rốc lấy một viên bên trong rồi ngửa đầu nuốt xuống tiếp đó hắn thuần thục lau vết mấu khả nghi dính dưới mũi đi nói với yên cử yên sư đệ sư tôn nói chí phải chỉ cần ngã vài lần là biết cưỡi kiếm bay tới tám chín phần mười rồi yên cửu lặng lẽ chỉ vào mũi hắn dư sư huynh huynh vẫn đang chảy mấu kia dư sư huynh lẹ làng lấy một miếng vải và nhét vào mũi khẽ nói thuốc sư tôn cho rất hiệu quả với mấy vết thương khác nhưng lại không cầm mấu mũi được trường ly nhìn hắn bằng cặp mắt kính nể chẳng biết trong một khắc ngắn ngủi vừa qua dư sư huynh đã té ngã bao nhiêu lần rồi mà động tác uống thuốc và lau mấu mũi lại thành thạo đến đau lòng như vậy nàng nhìn sang kiếm huynh mặt mày xám xịt ghi hệt dư hằng kiếm huynh cảm giác bay thế nào giọng kiếm huynh hơi yếu ớt nhưng thấp thoáng niềm phấn khích cũng đã lắm nếu dư hằng sớm học được cách phanh lại thì càng tốt chưa nói được mấy câu dư sư huynh đã nhảy lên linh kiếm vẫy tay với yên cửu yên sư đệ ta tập tiếp đây để cũng mau bắt đầu đi giọng nói và bóng dáng dư sư huynh nhanh chóng biến mất trong màn mây mù mờ ảo thừa dịp yên cửu nhìn theo dư sư huynh trường ly tính lén lúc chuồn đi thì bị chàng bắt lấy chuôi kiếm nàng định đi đâu trường ly xấu hổ cười mấy tiếng yên tiểu cửu chuyện gì cũng phải tiến hành từng bước một chứ đỉnh núi này cao quá ta nghĩ bọn mình nên luyện ở chỗ thấp hơn trước yên cửu nhìn chằm chằm trường ly vài giây ngầm chấp nhận lời đề nghị của nàng chàng dẫn trường ly xuống một đỉnh núi khá thấp độ cao này chắc được rồi chứ Trường Ly ló đầu liếc một cái rồi rụt phát về ngay, không được, ta choáng vắng quá. Yên cửu hoài nghi ngó phần chui kiếm, chỗ đấy mà biết choáng á. Trước yêu cầu tha thiết của Trường Ly, bọn họ tới quả đồi thấp nhất đỉnh vô danh. Nhìn độ cao của quả đồi, Yên cửu chẳng muốn thừa nhận nó là quả đồi chút nào, cùng lắm chỉ có thể coi là một con dốc. Thế mà ở độ cao này, bắp chân Trường Ly vẫn run cầm cập. Nàng ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi Yên cửu, ta bắt buộc phải học bay sao? Yên cửu vứt cho nàng một ánh mắt khẳng định. Trường Ly bay lên một khúc với vẻ mặt đau khổ. Đến khoảng đỉnh đầu một người bình thường thì chẳng động đậy gì nữa. Yên Cửu xuất một tia linh khí ra đầu ngón tay, nghiêm túc hỏi: Nàng muốn tự bay hay muốn ta giúp nàng bay? Trường Ly run rẩy xuất phát. Yên Cửu lấy một pháp bảo hình phi thuyền ra khỏi túi chứa đồ, xoay người ngồi lên đó, thong thả bay theo Trường Ly. Yên Cửu chậm chậm bám sát phía sau, bé Trường Ly, nàng bay chậm quá, chắc ốc sen còn bò nhanh hơn nàng. Trường Ly cắn răng tăng tốc một tẹo. Yên Cửu dùng linh khí hích đuôi kiếm một cái nàng đừng có lén giảm độ cao, bây giờ thấp hơn hồi nãy một tấc rồi đấy. Trường Ly khóc thúc thít bay cao lên một tấc, một ánh kiếm lóe giữa bầu trời, chẳng biết là đệ tử của đỉnh núi nào vừa cưỡi kiếm bay ngang đỉnh vô danh. Yên Cửu tấm tắc thành tiếng, bé Trường Ly, nàng nhìn kiếm nhà người ta kìa, bay vừa cao vừa nhanh. Trường Ly nổi quạo quất linh thuyền một cái, huynh im đi. Yên Cửu điều khiển con thuyền hơi lệch hướng trở lại quỹ đạo ban đầu, không kìm được mà lẩm bẩm, tài cán thì ít mà hoạnh hoẹ thì nhiều. Trường Ly âm trầm cất tiếng nói, Yên tiểu cửu, ta nghe thấy cả đấy rốt cuộc yên cửu cũng câm miệng tiên hiệp hay một người một kiếm bay quanh quả đồi hết vòng này đến vòng khác có một thoáng trường ly bỗng cảm thấy mình giống y chang con lửa kéo xe nhưng bọn lửa kéo dưới đất còn nàng phải kéo trên trời sau khi bay thêm một vòng nữa rốt cuộc trường ly cũng hết chịu nổi yên tiểu cửu rốt cuộc bao giờ mới luyện xong hả yên cửu liếc nhìn sắc trời sắp rồi trường ly chưa kịp vui mừng thì chàng đột nhiên dùng linh khí quấn lấy kiếm nhưng để nàng nhanh chóng thích nghi với chuyện bay lượt ta nghĩ mình nên mang nàng lên chỗ cao hơn để ngắm cảnh. Chàng còn chưa dứt lời, linh thuyền đã thình lình bay vút lên, phi thẳng tới nơi cao nhất đỉnh vô danh. Trường Ly chỉ kịp kêu khẽ một tiếng đầy bất lực rồi bị gió. Mạnh thốc đầy miệng luôn, nàng nhắm tịt mắt lại, không kìm được gào toáng lên, yên tiểu cửu, huynh không phải người. Một khắc sau, dưới chân núi vô danh, quẹ, trường Ly vịn một gốc cây to, khom thân kiếm xuống nôn khan. Yên cửu yên lặng ngồi xổm bên cạnh, nghĩ trăm lần vẫn không hiểu nổi phản ứng của nàng trước giờ ta chưa từng thấy thanh linh kiếm nào bị chóng mặt buồn nôn vì bay lượn hết. Trường ly thở phì phò, yếu ớt đáp, giờ huynh thấy rồi đó. Yên cửu ái náy xuất ra một tia linh khí, có muốn uống tí linh khí giải khát không? Trường ly không nói gì mà sắp tới ngay, linh khí rót ào ạt vào thân kiếm cuối cùng cũng giúp nàng tỉnh táo lại sau cơn choáng váng ban nãy. Trường ly bắt đầu thở đều, rũ rượi dựa vào gốc cây. Nàng đầu hàng, ta không muốn học nữa, ai bảo linh kiếm nhất định phải biết bay chứ? Yên cửu thầm đáp lại một câu, không ai bảo cả, vì làm gì có linh kiếm nào không biết bay đâu. Nhưng ngoài mặt chàng vẫn tỏ vẻ an ủi, được rồi, hôm nay không học nữa. Hôm khác lại tiếp tục, Trường Ly không biết ý đồ của Yên Cửu, nàng thở phào một hơi, quyết định mặc kệ. Dù vào bí cảnh trời có sập xuống thì cũng là chuyện của vài hôm nữa. Nhưng nếu hôm nay luyện tiếp thì chắc nàng sẽ chết ở đây mất. Ba ngày nhanh chóng trôi qua, mới đó đã đến hôm mở bí cảnh. Các đệ tử đạt cấp cao lúc thử kiếm tập hợp tại quảng trường đá xanh trên đỉnh Lăng Tiêu. 10 đệ tử xếp hạng cao nhất vòng đấu lôi đài đều được phát một tấm lệnh bài có tác dụng dịch chuyển tức thời. Bọn họ cho nhóm đệ tử đầu tiên tiến vào bí cảnh rồi dùng lệnh bài đưa họ tới thẳng khu vực trung tâm. Sau đó, đám đệ tử còn lại sẽ chia thành từng nhóm lần lượt tiến vào phần rìa bí cảnh. Nếu muốn gặp được nhiều cơ duyên, bọn họ phải tự đi vào trung tâm bí cảnh. Trường Ly nhìn tấm lệnh bài cũ kỹ trong tay Yên Cửu như nhìn chiếc vé xe chở hai bọn họ thẳng xuống suối vàng. Ai cũng biết càng gần trung tâm bí cảnh thì càng nhiều cơ duyên và càng lắm nguy hiểm nàng không kìm được hỏi khẽ nếu bọn mình lén vứt lệnh bài đi thì liệu có thể ở lại rìa bí cảnh không phải vào khu vực trung tâm không khóe môi yên cửu giật bùm bụp cái thanh kiếm này như khắc luôn mấy chữ không có chí tiến thủ lên thân vậy chàng cố ý dọa trường ly đây là lệnh bài dịch chuyển tức thời nếu vứt dọc đường chẳng khác nào vứt tọa độ mục tiêu đi thế thì bọn mình sẽ bị ném bừa tới một chỗ nào đó trong bí cảnh nếu suối quẩy có khi sẽ rơi luôn vào miệng yêu thú ở vùng trung tâm cũng không biết chừng trường ly tức khắc suy sụp với vận may gần đây của họ thì thật không dám đoán xem mình sẽ bị đưa đi đâu. Nàng suy đi nghĩ lại rồi nghiêm túc nói, Yên Tiểu Cửu, bọn mình chỉ vào bí cảnh lượn lờ thôi đúng không? Yên Cửu gật đầu, bí cảnh của Quy Nguyên kiếm tông 8 phần chỉ toàn cơ duyên của kiếm đạo chính thống, chẳng liên quan gì tới chàng, đừng nên xía vào thì hơn. Trường Ly nói tiếp, hay là thế này đi, lúc được đưa vào trung tâm bí cảnh, chắc chắn đám ninh tầm sẽ đi sâu vào trong để cầu cơ duyên, vậy bọn mình sẽ đi theo hướng ngược lại, ra ngoài rìa đợi giam 3 ngày tới khi được thả ra. Bên này, Trường Ly sắp xếp hành trình của bọn họ đâu ra đó. Bên kia, lối vào bí cảnh đã mở. Trường Môn Thái Hư chân nhân đứng trước lối vào bí cảnh, nghiêm giọng nói, đệ tử các đỉnh hãy cầm lệnh bài tiến vào theo thứ tự. Ninh Tầm cầm lệnh bài, Tiên Phong tiến vào bí cảnh, gian sách theo sát phía sau, tiếp đến là Lâm Diệu Toàn. Yên Cửu đùng đỉnh đi chót đoàn, đợi chín đệ tử đằng trước lần lượt vào bí cảnh hết mới bước qua bức tường trong suốt khiến nó gợn sóng lăn tăn rồi hình bóng chàng từ từ tan biến. Trường Ly có cảm giác thân kiếm chen vào một không gian méo mó, vừa mở mắt ra đã thấy mình đang ở trên một thảo nguyên xanh mướt gió nhẹ vần qua khiến đồng cỏ biêng biết gợn sóng yên cửu cất lệnh bài trong tay đi nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy ai cả xem ra bọn mình và những người khác không đến cùng một chỗ trường ly mừng rỡ khôn xiết may quá vậy bọn mình khỏi cần viện cớ để tách khỏi bọn họ chỉ việc đi thẳng ra ngoài rìa bí cảnh luôn yên cửu ngó quanh thấy tứ phía đều là thảo nguyên bao la không có điểm cuối bèn thùng thẳng hỏi thế nàng có biết rìa ở hướng nào không Trường Ly nín thinh, làm sao nàng nhận biết được phương hướng ở một nơi lạ hơ lạ hoắc như thế này chứ? Yên Cửu nói, có lẽ đám Ninh Tầm có mang theo bản đồ sơ lược do sư huynh sư tỷ đời trước để lại, chỉ ít họ cũng biết nên đi hướng nào, không ngủ đường hẳn như bọn mình. Trường Ly, dù trong tay Ninh Tầm có định vị GPS thì nàng cũng không đời nào đi cùng nàng ta đâu. Trong lúc Trường Ly đang dối rắm nên đi về hướng nào thì Yên Cửu đột nhiên giỏng tai nghe ngóng, nàng nghe xem. Nghe gì, mới nói được nửa câu, Trường Ly đã khựng lại vì nàng cũng nghe thấy rồi có tiếng sột soạt trong bụi cỏ, càng ngày càng gần và dày đặc. Trường Ly nổi hết da gà, nàng treo bên hông yên cửu nên đuôi kiếm vô tình cọ chúng mọc bụi cỏ cao nhất. Lúc nghe thấy tiếng động trong bụi cỏ, nàng sợ suýt nhảy dựng lên. Nàng muốn nhảy luôn lên đầu yên cửu, cách bãi cỏ càng xa càng tốt. Rốt cuộc thứ gì, nàng còn chưa dứt lời thì một cái đầu bù xù màu xám đã ló lên khỏi bụi cỏ, dõi cặp mắt tròn xoe về phía Trường Ly và yên cửu. Sau khi thấy rõ cái đầu lông lá trông như củ khoai tây này là gì, Trường Ly bất giác thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là một con sóc chó nhưng ngay sau đó bên cạnh cái đầu thứ nhất lại ló thêm cái thứ hai cái thứ ba rồi cái thứ tư con nào con nấy đều mở to cặp mắt đen tròn ngơ ngác nhìn chằm chằm vị khách lạ mới đến thảo nguyên là yên cửu trường ly nhìn bầy sóc chó Nhìn nhịp vây quanh họ mà dựng hết lông tơ con sóc chó to nhất đàn nghe cặp răng nanh lớn màu trắng ra với họ thấy nó hơi nhếch môi như thể đang cười khẩy trường ly lạnh hết sống lưng yên yên tiểu cửu bọn mình nên làm gì bây giờ để tránh kinh động đàn sóc chó Yên cửu mím môi lại, nói nhỏ đến khó mà nghe thấy. Đương nhiên bọn mình sẽ chạy, yên cửu phất tay áo ném linh thuyền ra rồi sách trường ly xoay người nhảy lên đó. Ngay khi đàn sóc cho thấy có biến lập tức xông tới, chàng dùng linh lực thuốc thân thuyền bay vọt đi. Thế là thảo nguyên minh mừng bỗng xuất hiện cảnh tượng một chiếc linh thuyền bé bé bay vút lên trời, bên dưới có đàn sóc cho màu xám chạy tán loạn trên đồng cỏ gợn sóng lăn tăn. Trường ly víu chặt lấy cạnh thuyền, cố ép mình không được nhìn xuống. Bây giờ chẳng những nàng sợ mình bị choáng vì bay cao mà còn lo nếu nhìn xuống đám sóc chó nhung nhúc bên dưới thì sẽ mắc thêm cả hội chứng sợ lỗ. Hội chứng sợ lỗ hay chipophobia, nói thật mình khuyên mọi người không nên google mặt cười. Nếu chỉ thấy một con sóc chó lông xù thì nàng còn có thể khen nó đáng yêu. Nhưng nếu thấy cả một đàn sóc chó nhiều không đếm xuể thì nàng chỉ muốn chạy thục mạng. Đã thế đàn sóc chó này còn thi nhau xông lên rồi nhe cặp răng cửa sắc lạnh sáng loáng ra như muốn ăn tươi nuốt sống yên cửu và nàng ngay lập tức nàng nín thở hỏi yên cửu vẫn chưa cắt đuôi được à yên cửu ung dung nhìn xuống rồi đáp chúng vẫn đang dí theo tuy đàn sóc chó này rất đông nhưng tu vi không cao lắm chiếu theo các bậc tu sĩ thì phần lớn đều là luyện khí và kỳ đầu trúc cơ chỉ cần bỏ chút công sức là có thể xử đẹp chúng nhưng yên cửu không nói cho cô nhóc kiếm linh đang sợ cuống cuồng biết nếu nhờ chuyện này mà nàng biết bay thì quá tốt yên cửu thấy dầu thúi ruột vì sự phát triển lâu dài của kiếm linh thật chẳng khác gì đại yêu dạy đám con non trong tộc kỹ năng sinh tồn cơ bản mà khi xưa chàng thấy cả. Ở bên kia, Trường Ly lại sốt ruột hỏi, chiếc linh thuyền này không thể bay nhanh hơn. À, Yên Cửu thùng thẳng đáp, không thể, nhưng có thể bay cao hơn. Chỉ cần bay đủ cao thì đám sóc chó kia sẽ đánh mất mục tiêu, tất nhiên không đuổi theo bọn mình nữa. Trường Ly, nếu phải chọn giữa bay cao và sóc chó thì nàng đành chọn sóc chó vậy. Cứ bay thế này được rồi, bao giờ lũ sóc chó kiệt sức sẽ tự khắc giải tán thôi yên cửu lập tức giả bộ sắp cạn kiệt linh lực e là linh lực của ta không chống đỡ được lâu như vậy trường ly nhìn chàng đầy ngờ ngại lúc trước huynh bắt ta bay đâu có cạn linh lực lẹ vậy yên cửu lúng túng mất một giây sau đó đanh mặt hỏi tốc độ lúc đó làm sao so được với tốc độ chạy trốn bây giờ chứ trường ly bị thuyết phục nếu linh lực huynh hao hết yên cửu chớp chớp mắt vậy bọn mình sẽ rơi xuống đàn sóc chó đang gào thét đòi ăn kia trường ly bất giác dùng mình một cái yên cửu cố ám chỉ rõ hơn thật ra nàng có thể tự bay mà Trường Ly nhất thời đấu tranh tâm lý kịch liệt, bấy giờ, ở cách đó không xa, một giọng nói thân quen bỗng vọng lại đây, yên sư đệ. Nghe tiếng gọi, trường Ly ngoái lại nhìn rồi lập tức kích động nhảy dựng lên, kiếm huynh, dư sư huynh. Nàng gấp gáp nói với yên cửu, yên tiểu cửu, nếu huynh bất lực thì bọn mình cậy nhờ dư sư huynh đi. Mặt yên cửu đen kịt lại, chàng, bất, lực, chàng là vì ai hả? Thấy đám sóc chó lũ lượt núi đuôi nhau nhảy nhót loạn xạ dí theo linh thuyền của yên cửu, dư hằng lập tức cưới kiếm bay song song với linh thuyền, Yên sư đệ, đệ đang làm gì thế? Chăn sóc chó. Yên cửu vừa ấn linh kiếm đang nhấp nhổm xuống, vừa đáp tỉnh rụi. Chàng ngắm kỹ dư hằng từ trên xuống dưới mấy lượt mà vẫn không hiểu con mắt nào của trường ly thấy hắn mạnh hơn mình. Nghe chàng đáp vậy, dư hằng nhất thời câm nín. Hắn cứ ngỡ yên sư đệ bị đàn sóc chó truy kích cần giúp đỡ. Hóa ra chỉ là hiểu lầm. Yên sư đệ đang ngồi nhởn nhơ trong linh thuyền, mặt mày chẳng có chút căng thẳng nào, hẳn là rất dành cách xử lý lũ sóc chó kia. Trường ly bị yên cửu đè dưới bàn tay không cam tâm hét lớn yên tiểu cửu làm người phải biết cúi đầu khi cần cùng lắm thì thừa nhận mình bất lực thôi mà thái dương yên cửu giật hai cái càng đè nghiến kiếm xuống trang nở một nụ cười gượng gạo với dư sư huynh sư huynh chuyện này ta có thể tự giải quyết không dám làm lỡ giờ việc đi tìm cơ duyên của sư huynh dư hằng gục gặc đầu mỗi người một tính nếu yên sư đệ thích đơn độc hành sự thì hắn không nên khăng khăng đòi đồng hành làm gì sư tôn bảo bí cảnh nhỏ thế này không có nguy hiểm gì lớn mà cho dù thực sự gặp chuyện không thể giải quyết thì lúc nào cũng có thể bóp nát lệnh bài để dịch chuyển tức thời ra bên ngoài. Dư Hằng vừa suy nghĩ vừa im lặng nhìn Yên Cửu cố gắng đè linh kiếm xuống. Thanh kiếm này hết sức hoạt bát, cứ dẫy như điên, hình như đang giận dỗi sư đệ. Xem ra Yên sư đệ có chút việc nhà cần giải quyết, hắn không nên quầy giày thì hơn. Dư Hằng hơi chắp tay lại chào Yên Cửu, thế ta đi trước nhé, sư đệ cứ tự nhiên. Dứt lời, Dư Hằng điều khiển linh kiếm bay vào đi, biến mất ở đằng chân trời đến khi không thấy bóng dáng dư sư huynh đâu nữa yên cửu mới buông tay ra trường ly lập tức nhảy dựng lên tiếc rẻ hỏi yên tiểu cửu sao huynh lại để cứu tinh của bọn mình chạy mất hả yên cửu mím môi lại xuất ra một lượng lớn linh lực làm linh thuyền đột nhiên tăng tốc vứt lũ sóc chó lại phía sau trường ly không kịp chuẩn bị nên lảo đảo ngã ra sau trong tiếng gió gào rít trường ly gân cổ hét thoáng lên yên tiểu cửu chẳng phải huynh bảo mình không đủ linh lực à yên cửu đanh mặt lại ban nãy trò chuyện đôi ba câu với dư sư huynh xong ta cảm thấy mình vẫn còn kham nổi. Trường ly vỡ lẽ, đây là gì nào đây chính là lòng hiếu thắng của đàn ông. Sau khi bay cật lực tầm một khắc, yên cửu mới điều khiển linh thuyền từ từ đáp xuống đất. Trường ly quay lại mặt đất, rốt cuộc cũng có. Cảm giác an toàn, nàng nhìn quanh bốn phía, nơi này đã ra ngoài rìa thảo nguyên. Đồng cỏ xanh mướt từ từ đổi sắc, lá cỏ hơi cuộn lại và vàng úa. Trường Ly dùng mũi kiếm chọc vào một cái lá khiến nó lay khe khẽ. Đây là mùa thu à, yên cử cúi xuống xem xét một lượt mắt tối lại tuy vài bí cảnh sẽ đủ bốn mùa trong một ngày nhưng có vẻ chiếc lá này không ngả vàng vì thay mùa đâu trường ly tò mò xoắn lấy chiếc lá chiếc lá thon dài bị thân kiếm bệnh thành hình xoắn ốc sao huynh biết yên cử dùng mũi chân nghiền đất nâu phía dưới thấy chất đất tơi xốp ải tung thậm chí khi sờ vào chàng sờ còn cảm thấy ấm ấm nhiệt độ đất chỗ này cao hơn chỗ vừa rồi rất nhiều nghe vậy trường ly lập tức cắm nửa vỏ kiếm vào trong đất cảm giác ấm áp truyền vào mũi kiếm rất thoải mái hệt như lúc ngâm chân khiến nàng chẳng nỡ rút ra. Yên cửu nhìn theo hướng cỏ ngả vàng, phía cuối tầm mắt không còn dấu vết của cây cỏ nữa mà chỉ toàn đất nâu cằn cỗi. Có lẽ dưới lòng đất có gì đó, trường ly được đất ấm ủ nhún cả người, phải dùng hết ý chí mới rút mình ra được. Nàng rũ đất dính trên vỏ kiếm đi, bọn mình sang đó xem thử nhé. Yên cửu cũng thấy hơi hứng thú, thế thì qua xem đi. Một người một kiếm tiến lại gần vùng đất cằn cỗi, càng đi về hướng đó, nhiệt độ không khí càng tăng cao. Ấy thế mà Trường Ly không hề thấy khó chịu tí nào, ngược lại còn như cá gặp nước. Nàng không treo trên người Yên Cửu để quá giang nữa mà từ từ bay lơ lửng trên không tầm ba thước, thong dong lướt về trước. Yên Cửu đi trên mảnh đất cằn cỗi trơ trụi, thì thoảng lại cảm nhận được hướng chuyển động của linh khí bèn đi theo hướng đó. Đi được một lúc, ngay cả Trường Ly cũng cảm thấy kỳ lạ. Yên Tiểu Cửu, sao ta cảm thấy linh khí ở đây còn dày đặc hơn cả đỉnh linh Việt vậy? Yên Cửu cảm nhận linh khí nóng rực xung quanh, trà sát đầu ngón tay, nàng không nhầm đâu chàng đang nói thì trường ly lại lướt về trước thêm một tấc còn phê hơn ở đỉnh linh việt nữa hầu hết linh khí nơi này đều có tính hỏa có lẽ nàng là một thanh kiếm thuộc hệ hỏa yên cửu nói xong nhưng chẳng thấy trường ly đáp lời xung quanh lặng ngắt chỉ có mỗi tiếng cát sỏi kêu lạo xạo khi gió luồng ngang chàng ngẩng phát lên mới phát giác linh kiếm bên cạnh đã mất tăm cùng lúc đó trường ly bỗng cảm thấy mình bị một lực hút bất ngờ xuất hiện kéo xuống lòng đất mắt nàng lóa lên vừa mở mắt ra đã thấy mình ở trong một cái hang động tối bưng Trường Ly thận trọng lượn một vòng, yên tiểu cửu, huynh có đó không? Chỉ có tiếng vọng trầm trầm vang lên trong hang động, ngoài ra không còn gì khác. Lúc này, không hiểu sao Trường Ly lại có cảm giác chút được nỗi lo trong lòng, bởi nàng luôn biết thể nào vào bí cảnh này cũng sẽ gặp chuyện gì đó. Nàng không biết mình vừa khởi động chốt dịch chuyển nào, nhưng nếu đã vào đây thì đành đi bước nào tính bước đó vậy. Trường Ly dè dặt lướt chậm chậm về phía trước, hang động này rất dài, Trường Ly chẳng biết mình đã bay trong bóng tối bao lâu thì mới thấy vài tia sáng lập lòe trước mặt nàng bất giác bay nhanh hơn đến độ không kịp phanh lại rồi bị cuốn vào trong vòng sáng trắng lúc tỉnh lại trường ly phát hiện mình đang nằm trên một cái sạp trúc đơn sơ nàng ngẩng lên thấy bầu trời xanh ngắt có hai đám mây trắng đang bay sát vào thành một đám chúng quấn quýt ôm lấy nhau rồi bị gió thổi về phương xa cây đại thụ bên sạp trúc bị gió thổi phát ra tiếng xào xạc một chiếc lá bị thổi rụng từ từ trao xuống tình cờ thế nào mà lại đậu trên mũi trường ly nàng ngứa mũi không kìm được mà hắt xì một cái chiếc sạp trúc rung lên vì cú hắt xì này, lung lay vài cái phát ra tiếng kéo kẹt. Chủ quán đang tranh thủ chập mắt một lát vội vươn tay đỡ cái sạp nhỏ của mình, lấy làm thắc mắc rõ ràng không có gió mà sao nó lại tự rung chứ. Trường ly tức khắc không dám lộn xộn, nữa, nàng chửi thầm trong bụng, sao cái bí cảnh này có lắm chốt dịch chuyển thế không biết, cứ như búp bê Matryoshka vậy, chẳng biết là ảo ảnh gì nữa đây. Sở dĩ trường ly cho rằng đây là ảo ảnh vì nàng cảm thấy cơ thể mình không giống trước đây lắm. Nàng không thấy linh hoạt uyển chuyển, có dối tự nhiên mà người ngợm cứ nặng trình trịch như một thanh kiếm sắt bình thường, nếu bị vứt vào đống kiếm thì chưa chắc Yên Tiểu Cửu đã nhận ra. Bấy giờ có dăm ba gã đàn ông đi ngang sạp trúc. Chủ sạp thấy tướng tá bọn họ cường tráng như biết võ bèn gào toáng lên, đại ca đi ngang ghé xem một cái nào, đều là kiếm sắt thượng hạng, chấm sắt như chấm bùn, bén ngoắt đứt cả tóc, một thanh chỉ 30 đồng thôi. Một gã đàn ông trong số đó cầm thanh kiếm nặng trịch lên, ước lượng trong tay rồi vứt lại sạp. Mỗi thanh kiếm dởm này mà đòi 30 đồng á chiếc sạp bị thanh kiếm nặng kia ghi xuống trường ly hơi khó chịu muốn dịch sang bên cạnh vì nàng bị thanh kiếm kia đè lên chân trường ly chưa kịp nhích người đã thình lình bị chủ sạp cầm lên đưa tới trước mặt gã nọ nếu thanh kia không tốt thì ngài xem thanh này đi đây chính là thanh kiếm do tiệm rèn tống thị trấn trên đúc đấy phải nói là cực phẩm luôn trường ly bị khuôn mặt ngăm đen dâu ria xồm xoàm trước mặt dọa sợ bỗng thấy hơi nhớ khuôn mặt tuấn tú của yên tiểu cửu ít nhất sẽ không đột nhiên dọa kiếm sợ gã đàn ông liếc thanh kiếm rồi bật ra tiếng cười nhạo hắn vứt thanh kiếm trong tay chủ sạp đi tiệm rèn tống thị tiệm này đắc tội quý nhân đến mức bị niêm phong rồi mà ông còn dám bán kiếm nhà họ à mặt chủ sạp biến sắc ngay không thể nói thế được người khác kiếm khác kiếm này tôi nhập từ tống thị nửa năm trước rồi gã nào càng cười tận hơn nửa năm còn chưa bán nổi là biết không phải thứ tốt lành gì rồi trường ly suy một tiếng ông mới không phải thứ tốt lành gì thì có hai người cãi nhau văng tứ tung nước miếng còn trường ly chỉ có thể nằm yên bất động dưới bùn đen nàng cảm thấy mặt đất cấn đau cả người lại còn hơi dơ, chỉ mong hai người này mau cái xong để có ai đó lượm nàng lên. từ lúc ra khỏi mộ kiếm, nàng chưa từng chật vật thế này. thanh kiếm này cùng lắm chỉ đáng 10 đồng, ông có muốn bán không? gã đàn ông ngang ngược trả giá. chủ sạp hầm hừ nhặt trường ly lên, lấy vạt áo lau qua loa, không bán. gã nọ hừ khẩy một tiếng rồi xoay người bỏ đi. trường ly mặt xám mày cho nằm xuống sạp trúc, vừa rồi chủ sạp lau bừa chẳng những không lau sạch bụi đất dính trên người nàng mà còn khiến bùn đen dây khắp nơi đương nhiên vạt áo kia cũng chẳng sạch sẽ gì chủ sạp ngồi ven đường cả ngày trường ly cũng nằm trên sạp trúc cả ngày khi trời ngả tối chủ sạp nhét hết số kiếm sắt trên sạp vào bao bố dọn dẹp về nhà tối đến khi phải cùng mấy thanh kiếm sắt khác nằm chen chúc nhau trong một cái bao rách trường ly bắt đầu nhung nhớ giá kiếm bằng gỗ trầm hương của mình nàng cảm thấy mình đã hiểu được dụng ý của cái bí cảnh này rồi đó là bắt người ta vào chịu đài đọa nhưng vấn đề là nàng chỉ là một thanh kiếm có phải tu sĩ đâu chứ có phải cái bí cảnh này thử thách nhầm đối tượng rồi không? Ngày hôm sau, cạnh sạp trúc có thêm một sạp bán bánh bao. Mỗi khi sừng hấp mở ra, hơi nóng hầm hập kèm với mùi bánh bao thơm phương phức lan tràn tứ phía khiến người ta thòm thèm chảy nước miếng ròng ròng. Trường Ly nằm trên sạp trúc, vô thức hít sâu một hơi. Khi biết chắc đây là một sừng bánh bao thịt, nàng thấy hơi đói bụng. Bụng chủ sạp trúc cũng réo ủng ụp, ông ta cố đè cái bụng trống chân xuống, vất vả lắm mới rời mắt khỏi sừng bánh bao nổi vì sạp bánh bao đông khách nên cũng có nhiều người nán lại trước sạp trúc xem kiếm hơn tiếc là hầu hết chỉ xem chứ cũng không thật sự cần một thanh kiếm chiều nay lại có một người dừng chân trước sạp trúc vừa mở miệng đã trả giá xuống 15 đồng chủ sạp do dự dây lát rồi vẫn cắn răng lắc đầu tối đến trường ly lại bị bỏ vào bao mang về nhà nàng người thấy mùi mốc thoang thoảng trong bao cảm thấy mình sắp xỉ xét ngày thứ ba bụng trường ly và chủ sạp đều réo ọt, ọt nhìn chằm chằm sạp bánh bao bên cạnh với ánh mắt khao khát Trường Ly thấy cái bí cảnh này quá sức tàn ác, cho nhìn cho người mà không cho ăn thật thử thách kiếm. Hôm nay, khi người thứ ba đến xem kiếm, chủ quán đã bấm bụng bán Trường Ly đi với giá 18 đồng. Lúc Trường Ly bị người ta mang đi đã trông thấy chủ sạp chạy ngay đến trước sạp bánh bao mua hai cái bánh bao thịt tròn lẳn trắng muốt. Trường Ly thầm rất một giọt nước mắt, tiền bán thân của nàng chỉ đủ mua vài cái bánh bao, mà thậm chí nàng còn chẳng được ăn. Vì một lòng một dạ nghĩ tới bánh bao thịt mà Trường Ly không để ý xem ai đã mua nàng. Mãi đến khi bị người nọ mang về quán trọ, nàng mới tỉnh lại khỏi nỗi buồn không được ăn bánh bao, nhín thời gian xem người vừa mua mình. Người vừa mua là một thanh niên mặt mày nhã nhặn, Trường Ly ngắm kỹ khuôn mặt này, chẳng hiểu sao lại thấy hơi quen quen. Việc đầu tiên thanh niên này làm khi quay về quán trọ là lấy một cái khăn tỉ mỉ lau sạch toàn thân Trường Ly. Nếu Trường Ly có tay thì thật muốn ôm chầm lấy người vừa mua gọi một tiếng cha. Kể từ khi vào ảo cảnh, đây là hôm nàng sạch sẽ đẹp đẽ nhất. Người vừa mua đúng là cha mẹ tái sinh của nàng mà nếu có thêm tí linh khí bồi bổ sức khỏe thì càng tốt nhưng đây chỉ là mộng tưởng hão huyền của trường ly bây giờ nàng chỉ là một thanh kiếm sắt bình thường e là hút chút linh khí sẽ nổ tung luôn trường ly đang hưởng thụ dịch vụ lau chùi vô cùng cẩn thận của thanh niên nọ thì một thiếu niên bước vào phòng thấy thanh niên nghiêm túc lau kiếm cậu ta trợn tròn mắt nhìn sao ngài lại mua đồ bậy bạ nữa rồi trường ly nhìn thiếu niên kinh ngạc há hốc miệng mà như nhìn thấy một con sóc đuôi to có cặp mắt tròn xoe màu hổ phách có thể thấy rõ bóng thanh niên phản chiếu trong đó Thanh niên thong thả cất khăn đi, chậm rãi đáp, ai bảo là mua bậy nào. Ngươi xem thanh kiếm này đẹp biết bao." Nghe thanh niên khen, Trường Ly vô thúc ưỡn ngực tự hào. "Tiếc là thiếu niên không biết thưởng thức vẻ đẹp của Trường Ly, cậu ta chê bai, chẳng qua chỉ là một thanh sắt thường lại còn là đồ của con người, đâu có ích gì với chúng ta." Trường Ly lập tức giỏng tai lên nghe. "Con người? Bọn họ không phải người à?" Trường Ly đảo mắt qua lại giữa hai người họ, có khi thiếu niên này lại là sóc thành tinh thật ấy chứ. Còn thanh niên à trường ly nhìn mãi mà chẳng đoán ra hắn là con gì vì trông rất giống người. Thanh niên cười bất đắc dĩ, tùng nhiên, loài người cũng có không ít thứ tốt đáng giá cho chúng ta học tập. Tùng nhiên thở ơ bĩu môi, thôi đừng nói chuyện này nữa, tin tức ngài bảo ta nghe ngóng đã có chút manh mối rồi. Thanh niên bỏ kiếm xuống, đi theo thiếu niên vào gian sau, tiếng họ dần bật mất. Thấy bên cạnh không có ai, trường ly lập tức lăn một cái trên giường. Nàng càng lúc càng thấy tò mò về ảo ảnh này, cứ chăn trở mãi chẳng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Một thanh kiếm như nàng mà đi cùng hai kẻ thuộc yêu tộc thì có thể làm gì đây? Chẳng bao lâu sau, thiếu niên ra khỏi phòng, ôm một bình ngọc xanh tròn vo đi mất. Trường Ly cố thỏ cổ ra xem nhưng chẳng thấy gì cả. Khi thanh niên ra khỏi phòng, Trường Ly lại ngoan ngoãn nằm im lìm giả chất trên giường. Thanh niên cầm kiếm lên, rút kiếm ra khỏi vỏ sắt. Một ánh bạc lóe lên, lưới kiếm sắc bén soi tỏ khuôn mặt hiền hậu của thanh niên và sự tán thưởng lóe trong mắt hắn. Đúng là kiếm tốt, nếu so với linh kiếm do thợ rèn giới tu tiên đúc thì chỉ thua kém ở khoản vật liệu. Nghe vậy, Trường Ly càng đắc ý hơn, dù nàng chỉ là sát thường nhưng cũng là loại sát thường cực đỉnh. Chẳng biết sự nghĩ tới gì mà thanh niên lại móc một cái bình nhỏ trong tay áo ra. Nắp bình mở ra, dịch sen kim cương trong suốt từ từ chảy khỏi bình, nhỏ xuống thân kiếm rồi bị kiếm chậm chậm hấp thu. Thanh niên hài lòng gật đầu, sen kim cương do mấy lão già trong tộc dùng linh khí chăm bắm cũng khá hữu ích. Trường Ly ngâm mình trong dịch sen kim cương phê hết cả người. Nàng có cảm giác như vừa uống một chén rượu quý khiến hồn kiếm bay vút lên cõi tiên. Đương lúc Trường Ly sướng tới độ không biết hôm nay là hôm nào thì Tùng Nhiên ôm chiếc bình lộn lại. Suýt thì quên hỏi ngài, ngài lấy tiền đâu ra mua kiếm thế, rõ ràng phu nhân đã thu sạch tiền riêng của ngài rồi mà. Nói được một nửa, Tùng Nhiên bỗng trông thấy bình ngọc trong tay thanh niên và dịch sen kim cương trong suốt chưa bị thanh kiếm hấp thu hết. Cậu ta đổi giọng ngay, "Ngài, ngài dùng dịch sen kim cương một giọt đáng giá ngàn vàng để ngâm sắt thường à?" Thanh niên xấu hổ giấu bình ngọc ra sau lưng mặt đượm vẻ chột dạ. Tùng nhiên, ta làm thế là vì thấy thanh kiếm này không tầm thường, biết đâu ngâm một chút lại hóa linh kiếm thì sao? Tùng nhiên suýt ngất, giọng méo cả đi, yên đại nhân đó là pháp bảo bổn mạng các trưởng lão trong tộc đưa ngài tầm bổ, ngài dùng kiểu này thì lúc về ta biết ăn nói thế nào hả? Có một thoáng, trường ly như trông thấy một vị hoàng đế thích làm bậy tùy hứng và cậu nhóc thái giám thân cận đang giàu thúi ruột vì hắn. Chuyện này hạ màn với việc tùng niên thu sạch quỹ đen mà thanh niên kia lén giấu trong người trước khi đi tùng niên còn không quên khuyên nhủ chân thành ngài đừng có mua vớ vẩn nữa đấy trường ly bị cho là vớ vẩn không phục thầm lầm bầm mấy tiếng nhưng qua chuyện này nàng đã hiểu vì sao thanh niên này ăn mặc sang trọng như thế mà lúc mua kiếm lại phải ki bo chẳng đào ra nổi mấy đồng trường ly cảm thấy phu nhân mà tùng niên nhắc là một người rất ghê gớm thanh niên bị thu mất quỹ đen mình vất vả dành dụng được cũng không nổi giận hắn chỉ dùng ngón trỏ mân mê ngọc bội bên hông khẽ lẩm bẩm chẳng biết ngọc bội này đáng giá bao nhiêu linh thạch nghe vậy khóe miệng trường ly bất giác giật giật với cái nét này của hắn thì bị vợ quản nghiêm chút cũng bình thường chẳng biết có phải dịch sen kim cương có tác dụng không mà mấy hôm sau trường ly cứ mơ mơ màng màng lúc thì thấy thân kiếm nóng lên khi lại thấy rét run trong lúc nàng mê man hình như lại có dịch sen kim cương nhỏ xuống thân kiếm làm dịu cơn nóng trên người khi trường ly tỉnh lại nàng đã không còn ở cạnh thanh niên kia mà bị tùng niên nắm trong tay cứ lắc qua lắc lại theo nhịp bước của cậu ta trường ly bị lắc choáng cả người bọn mình đi đâu thế về yêu giới Tùng Niên không nghĩ ngợi gì mà đáp ngay, yêu giới Á Trường Ly lặp lại, xong lần này Tùng Niên lại khấp phía, trời ơi, ai đang nói đó. Trường Ly cũng khấp phía, huynh nghe thấy tiếng ta nói à. Tùng Niên liếc quanh một vòng tìm nơi phát ra tiếng nói, cuối cùng không tin nổi mà nhìn chầm chầm thanh kiếm trong tay. Ôi yêu thần ơi, đại nhân chăm ra kiếm linh thật sao. Trường Ly cũng hơi hoảng, huynh nói gì cơ, Tùng Niên đằng hắng rồi đáp, xin chào, lần đầu gặp mặt, ta là Tùng Niên, là người hầu thân cận của đại nhân mụi là thanh kiếm đại nhân mới mua cách đây không lâu sau khi dùng dịch xương kim cương bỏ thêm linh khí tỉ mỉ nuôi nấng thì đã thoát kiếp sắt bình thường mà biến thành linh kiếm chân chính rồi tùng niên nói xong không kìm được mà kể công kể ra thì đại nhân có ơn tái sinh với muội đấy nếu không một thanh sắt bình thường như muội sức mấy sinh ra kiếm linh được trường ly bất an lắc đuôi kiếm thân kiếm bây giờ không có gì khác biệt với lúc nàng mới bị cuốn vào ảo ảnh cả nàng không khỏi hoài nghi liệu ảo ảnh này có thực sự là ảo ảnh không tùng niên vẫn còn lải nhải đại nhân có chuyện quan trọng cần làm nên bọn mình về yêu giới trước. Trường Ly khẽ dò hỏi, đại nhân mà huynh nói là. Tùng Niên lắc đầu, đáp với giọng khá tự hào, đại nhân là đại nhân đó. Giờ muội là linh kiếm của đại nhân nên thân phận khác xa lúc trước rồi, nhất định phải nói năng và hành động cẩn trọng, đừng làm đại nhân mất mặt. Trường Ly nhất thời không biết thiếu niên này khờ thật hay quá kín miệng nữa. Yêu giới mà huynh bảo là nơi nào? Tùng Niên đáp tỉnh rụi, yêu giới là yêu giới đó, bao giờ muội tới là khác biết trường ly nói gì như không nói vậy cha trường ly theo tùng niên đi vòng vèo rồi cuối cùng vào một tiệm trà tùng niên quen cửa quen nẻo vào thẳng gian sau trên sàn nhà của gian phòng này có một cái chốt dịch chuyển màu vàng sậm lúc ẩn lúc hiện tùng niên mang trường ly đứng trên chốt dịch chuyển ném một mớ linh thạch xuống đó linh thạch nhiều đến nỗi suýt lóa mù mắt trường ly đúng là một kẻ mạnh vì gạo bạo vì tiền yêu tu đều giàu thế à cảm giác như họ và đám kiếm tu nghèo rất mồng tơi như hai giống loài khác hẳn nhau vậy tất nhiên là trừ yên tiểu cửu ra Trường Ly lặng lẽ bồi thêm một câu, Tùng Nhiên, đây là chốt dịch chuyển cao cấp nhất, có thể dùng nó để đến yêu giới bằng tốc độ nhanh nhất, vừa nhắm mắt lại mở ra là đến rồi. Trường Ly yên lặng gật đầu, đúng là thứ càng cao cấp thì càng đốt tiền. Chốt dịch chuyển khởi động, trước mắt Trường Ly bỗng chốc tối sầm rồi sáng bừng. Đã tới yêu giới rồi, nói thật là Trường Ly không thấy nơi này có gì khác với thành chấn loài người cả. Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là người qua lại trên đường nếu không có một đôi tai xù thì cũng có một cái đôi xù đang ngoe nguẩy tùng niên hít sâu một hơi rồi xóa tung cái đuôi to màu hạt rẻ ra rốt cuộc cũng có thể thả đuôi ra hít thở không khí rồi lúc trước ngợp chất đi được trường ly nhìn chằm chằm cái đuôi đang sung sướng ngoe người mà lâm vào trầm tư nhìn màu sắc và hình dáng thì đúng là đuôi sóc thật chẳng biết nguyên hình của thanh niên kia rốt cuộc là gì cũng chẳng biết lúc hắn về yêu giới liệu có thả đuôi ra hít thở không khí như tùng Nhiên không tùng Nhiên dẫn trường ly xuyên qua ngõ nhỏ cả người cậu ta đều toát lên vẻ thư thái vì được về nhà cậu ta tới một tòa nhà trồng đầy hoa gõ cửa gọi một tiếng phu nhân ta đã về rồi chiếc cửa gỗ kêu kéo kẹt mở ra một cô gái xinh đẹp dịu dàng đứng dưới gốc cây hoa vài ba cánh hoa hồng nhạt rơi xuống người nàng rồi trao liệng theo gió nàng tươi cười nhìn tùng niên nói tùng niên đã về rồi đoạn đưa mắt nhìn ra sau tùng niên nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc kia chàng không về à cái đuôi vốn đang phấn chấn của tùng niên rủ xuống ngay đại nhân còn phải bận rộn thêm một thời gian nữa cậu ta chìa trường ly ra trước mặt nhưng đại nhân có một món quà tặng phu nhân ạ à. trường ly nàng biến thành món quà hồi nào vậy cô gái đẹp nhận kiếm khẽ vuốt ve thân kiếm mắt lộ vẻ thấu hiểu chàng lại mua dọc đường à trường ly thấy hơi nhột vì bị vuốt ve nhưng vẫn cố kiềm chế không né tránh tùng Nhiên nghe nàng hỏi thì ấp úng không biết đáp thế nào cô gái đẹp lại nói tiếp trên thân kiếm không khắc chữ không đánh dấu chứng tỏ không phải tác phẩm của nghệ nhân nổi tiếng nàng dùng ngón tay xanh búng vào thân kiếm vật liệu đúc kiếm cũng không phải hàng đầu nhưng kỹ thuật có chút linh khí nghe thấy hai chữ linh khí tùng niên sực tỉnh đúng thế ạ à, đại nhân cũng bảo thanh kiếm này có linh chăm chỉ nuôi vài ngày là sinh ra kiếm linh bấy giờ cô gái đẹp mới hơi ngạc nhiên có kiếm linh sao tùng niên vội nói với trường ly đây là phu nhân của bọn mình muội chào phu nhân đi trường ly đang choáng váng vì được cô gái đẹp ôm trong lồng ngực thơm tho mềm mại bị tùng niên dục nàng mới tỉnh táo lại chào phu nhân cô gái đẹp tức khắc bật cười ơ là một cô bé, thế thì hay quá. Ta đang muốn có một cô con gái đây. Thấy phu nhân thích, Tùng Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Vừa hay có thể bầu bạn với tiểu công tử. Cô gái đẹp nghe vậy lập tức nói, nhắc đến chuyện này, cậu giúp ta đi hỏi các trưởng lão xem bao giờ mới chịu thả bạch bạch ra vậy. Lần này họ đã dạy dỗ nó gần một tháng rồi mà cả bóng đuôi nó ta cũng không thấy. Tùng Nhiên gãi ót, các trưởng lão cũng chỉ muốn tốt cho tiểu công tử thôi ạ. À, dù sao sau này ngài ấy cũng phải kế thừa. Nói được một nửa, thấy cô gái đẹp đang lườm mình cậu ta lập tức đổi giọng, nhưng các trưởng lão cũng quá đáng lắm, sao lại bắt hai mẹ con phu nhân và tiểu công tử chia lìa lâu thế chứ, hôm nay ta phải đi hỏi rõ mới được. Trường Ly cố gắng giỏng tai lên nghe hai người họ nói chuyện, thoạt trông có vẻ đây là một gia đình giàu có ở yêu giới, chả trách lại lắm tiền thế. Tùng Niên rời khỏi đó, phu nhân ôm Trường Ly vào phòng, nghe nói linh kiếm đều muốn ngủ trên giá kiếm, tạm thời trong nhà không có sẵn, để hôm nào ta bảo Tùng Niên đi làm một cái bằng gỗ phượng hoàng cho con, giờ con ngủ tạm trong nôi trước nhé phu nhân lấy một cái nồi nhỏ trong phòng ra, trên nồi có lót nệm gấm rất mềm mại, cảm giác như nằm xuống là lún luôn cả thanh kiếm. Đầu giường còn treo một cặp lục lạc bằng vàng nạm ngọc, hễ đùng đưa là vang tiếng lanh lành. Phu nhân sờ tấm nệm gấm mềm, đây là cái nệm ngày xưa bạch bạch dùng nên trông hơi cũ, để ta may cái khác cho con, đúng lúc đám người cá vừa cống gấm lưu vân mới năm nay, con thích màu gì. Trường Ly tròn mắt nhìn mặt gấm bóng bẩy mịn màng như đồ sứ thượng hạc. Nàng đâu thấy cũ chỗ nào, thấy Trường Ly không đáp lời, Phu nhân tưởng kiếm linh mới sinh không hiểu mấy thứ này thì cười khẽ hai tiếng, hỏi nếu là bé gái thì chắc hợp với màu hồng phấn, thế ta may cho con một cái màu hồng phấn nhé. Trường Ly lập tức vui sướng cất lời, vâng ạ. Trước khi nệm mới làm xong, Trường Ly vẫn ngủ trên cái nệm cũ mềm mại này. Nàng thoải mái lăn một vòng trên giường, cảm thấy cuộc sống bây giờ giống hệt thần tiên. Lăn được hai vòng, Trường Ly đột nhiên thấy mũi hơi, ngứa, hắt xì. Ngay khi tiếng hắt xì vang lên, một cọng lông trắng như tuyết từ từ bay qua trước mặt nàng rồi chầm chậm rơi xuống mặt nệm. Trường Ly bất giác nhìn chằm chằm cọng lông trắng không chút tạp sắc này. Phu nhân đang ngồi may nệm bên cạnh nghe tiếng hắt xì vội chạy tới cầm cọng lông trắng này lên xem. "Ôi, đây là lông của Bạch Bạch, không ngờ lại bám vào đệm giặt cũng không hết, xem ra cần phải đổi nệm mới thật." Trường Ly vắt óc suy nghĩ, "Lông trắng thì sẽ lại yêu gì nhỉ?" Phu nhân nói tiếp, "Bạch Bạch trông đẹp lắm, toàn thân trắng tinh không chút tạp sắc, không giống như cha nó." đuôi cha nó có chút xám chỗ đầu đuôi, chẳng biết có phải vì đã già rồi không. Trường Ly thầm gắn thêm cái đuôi có tí xám cho thanh niên hiền hòa trong đầu. già á, không nhìn ra luôn, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình rong được. Phu nhân lại bắt đầu sò kim, bạch bạch thì khác, vì lông nó trắng muốt nên ta đã đặt tên này cho nó, nhưng các trưởng lão trong tộc lại chê cái tên này không đủ oai phong, không hợp với thân phận của nó, đòi tìm ngày lành tháng tốt xin yêu thần một khỏe, mong yêu thần ban tên khác. nói đến đây, phu nhân bực bội cắn nước sợi chỉ con nói xem cái tên này có gì không tốt chứ? Trường Ly đành phối hợp đáp, tên bạch bạch hay lắm ạ. Vừa nghe đã biết là có một bộ lông đẹp. Được Trường Ly tán thành, phu nhân càng vui hơn. đúng nhỉ? thật ra khi ấy ta còn nghĩ ra một cái tên khác là bồng bồng, vì cái đuôi của bạch bạch trông bồng bềnh hơn đám con non khác trong tộc nhiều, cứ như kẹo bông gòn vậy. trong đầu Trường Ly vẽ ra một cái đuôi bé ú như kẹo bông gòn, đột nhiên thấy hơi ngứa tay muốn kéo một cái. trong lúc nói chuyện, phu nhân đã lanh lẹ may xong tấm nệm mới màu hồng phấn nàng vứt tấm nệm cũ đi lúc rũ lại rất thêm mấy cọng lông trắng rồi lót nệm mới vào nôi ổ mới của trường ly đã xong xuôi tấm nệm mềm còn thoang thoảng mùi hương dịu dịu trên người phu nhân khiến trường ly mơ màng trực thấp đi hình như phu nhân nhận ra nàng buồn ngủ bèn khẽ đẩy nôi cho nó đong đưa trường ly nhanh chóng xa vào mộng đẹp từ ngày trường ly đến đây ở ngày nào nàng cũng hàn huyên và thưởng trà với phu nhân tất nhiên là phu nhân uống còn nàng chỉ ngửi hương trà thôi phu nhân vừa bện tua vừa nói bánh hoa mờ ở góc phố đông là ngon nhất trước kia hễ tùng niên tan làm đi ngang qua đó là lại mua về để trong bếp bạch bạch sẽ lén lút vào đó ăn vụng kết quả là để lại một hàng dấu chân trên bệ bếp bị bắt không trượt phát nào trường ly vô thức nuốt nước miếng hình như phu nhân cũng phát hiện nàng thèm bèn trêu đợi dịch sen kim cương năm nay đưa tới ta sẽ cho con ngâm một chút biết đâu vài năm nữa là con có thể hóa hình ngồi ngoài sân uống trà ăn điểm tâm với ta trường ly không khỏi khát vọng tương lai mà phu nhân vẽ ra tiếc là bạch bạch mà phu nhân hay nhắc mãi không về tùng niên nói bạch bạch đang ở giai đoạn tu luyện quan trọng nên trưởng lão trong tộc bắt y bế quan đột phá mà thanh niên mặt mũi hiền lành kia cũng không về chẳng biết bận chuyện gì bên ngoài bẵng đi một thời gian ngay cả tùng niên cũng bận không rảnh tới đây chơi tòa nhà mà trường ly ở tựa như trốn thế ngoại đào nguyên tách biệt khỏi thế gian rời xa tranh giành yên tĩnh an bình nhưng theo thời gian trôi trường ly bắt đầu thấy bất an có đôi lúc phu nhân đang nói chuyện với nàng sẽ thấp đi mất lúc uống trà nàng cũng sẽ đột nhiên lơ đĩnh mà bất cần làm đổ trà mãi đến một ngày nọ khi thấy một sợi tóc bạc trên thái dương phu nhân trường ly sợ đến người trường ly không biết thời gian trong ảo ảnh chảy trôi nhanh chậm thế nào nhưng hầu hết người tu đạo chỉ duy trì một dáng vẻ nhân tu là thế lại yêu tu cũng không ngoại lệ nếu một ngày nào đó xuất hiện dấu hiệu lão hóa tức là tuổi thọ sắp tận trường ly lo sốt phó nàng ngóng tùng niên nhanh tới đây một chuyến để báo cho cậu ta biết sự bất thường của phu nhân để cậu ta nghĩ cách không may là tùng niên mãi chẳng về song có vẻ như phu nhân đã phát hiện sự bất an của trường ly nàng dịu dàng vuốt phe vỏ kiếm bọn họ có chuyện quan trọng cần làm không rảnh về nhà cũng không sao cả mũi trường ly cay cay lần đầu tiên nàng cảm thấy bất lực đến vậy nàng chỉ là một thanh kiếm không có tay cũng chẳng có chân nếu ra khỏi tòa nhà này mà không có ai chỉ đường thì nàng chẳng biết phải đi đâu tìm người hết khi phu nhân đột nhiên thấp đi lúc nói chuyện thêm lần nữa trường ly không thể ngồi yên được nữa nàng lén chạy khỏi nhà trường ly đứng trước cửa nhìn quanh một vòng sực nghĩ tới tiệm bánh hoa mơ góc phố đông mà phu nhân từng kể nếu thùng niên tan làm về nhà tiện đường mua bánh thì cứ đi về hướng đó không sai được xem tên đoán nghĩa phố đông đương nhiên ở hướng đông trường ly cứ thế lướt về phía ấy khi bay tới ngã rẽ nàng chất lặng khi nhìn thấy mấy hàng yêu ngữ trông như quỷ vẽ bồ trên cột chỉ đường nàng không ngờ khi tới yêu giới mình lại biến thành một thanh kiếm mù chữ trường ly ló đầu nhìn quanh một lát cảm thấy cần phải hỏi thăm yêu qua đường may mà có một cậu nhóc tai thỏ đang nhanh nhẹn đi tới. Trường Ly đột nhiên vọt lên, xin chào, cho hỏi đây là phố đông ạ. Cậu nhóc tai thỏ sợ run cả tai, nhìn chằm chằm linh kiếm bay trước mặt mình hồi lâu, trần chờ hỏi cô là kiếm yêu hả? Trường Ly vốn định đính chính rằng nàng là kiếm linh chính tông chứ không phải yêu. Nhưng ngẫm lại thì thấy có lẽ dùng thân phận yêu tộc tiện hơn nên nàng không phản bác. Cậu nhóc tai thỏ tò mò nhìn nàng, cô lại yêu từ nơi khác tới à đây là phố Tây, không phải phố Đông đâu. Trường Ly ngớ người, chẳng phải nơi này ở hướng đông à. Cậu nhóc lúc lắc tai, đúng thế, phố đông ở đằng tây, còn phố tây ở đằng đông mà. Trường Ly muốn xỉu ngang, nàng xác nhận lại, thế tiệm bánh hoa mơ phố đông cũng ở hướng tây à. Mắt cậu nhóc sáng rỡ, cô muốn mua bánh hoa mơ hả sao không nói sớm, để ta dẫn cô đi. Cậu ta bèn dảo bước đi về hướng tây, Trường Ly vẫn do dự ở yên đó, bị cậu nhóc kia dục, đừng trần chờ nữa, giờ mà đến có khi gặp mẹ mới ra lò đấy. Cuối cùng Trường Ly vẫn đi theo cậu ta, ngay cả giờ bánh hoa mơ ra lò còn biết thì chắc không phải yêu xấu rõ ràng cậu nhóc cực thạo đường nơi này cậu ta dẫn trường ly đi một mạch về phía tây tới một ngã rẽ bỗng khụt khịt mũi a à, ta ngửi thấy mùi thơm của bánh hoa mơ rồi bọn mình tới đúng lúc lắm trường ly cũng bất giác hít một hơi quả nhiên trong không khí sực nước mùi ngọt thơm qua khỏi ngã tư một tiệm nhỏ tỏa khói trắng đập vào mắt một bà cụ khom lưng mở cái nắp tre bên trên da để lộ mẻ bánh ngọt hình hoa mơ đáng yêu xinh xắn tiếng nuốt nước, nước miếng vang rõ mồn một, một bên cạnh trường ly quay sang liền thấy dáng vẻ thòm thèm của cậu thỏ bên cạnh cậu ta nhào đến trước sạp giang hai tay ra bà thân ơi bán cho cháu 10 cái bánh hoa mơ với cậu ta xoay người lại hỏi trường ly cô muốn mua mấy cái trường ly khựng một thoáng rồi bình thản nói thật ra ta không tới mua bánh hoa mơ mà muốn tìm bà cụ hỏi thăm một người bà cụ đang lấy bánh hoa mơ cho cậu nhóc tai thỏ thẳng người dậy nhìn trường ly hỏi cô bé muốn hỏi ai trường ly nghiêm túc nói cháu tìm tùng niên Bà cụ ngẫm nghĩ rồi thùng thẳng đáp, Tùng Niên Hà dạo này cậu ta không ghé đây. Trường Ly vội hỏi, thế bà có biết phải đi đâu mới tìm được cậu ta không ạ? À? Bà cụ lắc đầu, đưa bánh hoa mơ trong tay cho cậu nhóc. Trường Ly tức khắc uể oải, cả kiếm đều rũ rượi. Manh mối duy nhất đã mất, nàng biết đi đâu tìm người đây. Cậu nhóc tai thỏ cắn một miếng bánh hoa mơ, thấy Trường Ly ủ rột như vậy thì tò mò hỏi, cô kiếm Tùng Niên làm gì? Trường Ly ngẩng phát đầu lên, cậu quen Tùng Niên. À, cậu nhóc tai thỏ cắn bánh ngọt, lúng búng ử một tiếng, trường ly trợn tròn mắt sao cậu không nói sớm cậu nhóc tai thỏ chấp chấp đôi mắt đỏ long lanh cô có hỏi ta đâu nếu trường ly có tay thì rất muốn ôm ngực than một tiếng tên này đúng là còn mốc hơn cả tùng niên nữa đây quả đúng là tia sáng le lói cuối đường hầm mà người ta thường nói mãi mới có manh mối mới trường ly vội gặng hỏi ngay thế bây giờ tùng niên đang ở đâu thiếu niên tai thỏ lúc lắc tai suy nghĩ rồi đáp chắc tùng niên vắng nhà là do phải tới địa bàn của nhân tộc làm việc trường ly hơi sốt ruột dùng đuôi kiếm ta phải liên lạc với huynh ấy thế nào? Thiếu niên tai thỏ dùng ánh mắt cô bị ngáo à để nhìn trường ly. Đó là địa bàn của nhân tộc, dù là bùa đưa tin cao cấp nhất cũng không gửi xuyên qua ranh giới được. Tùng niên đi xa thế thì tất nhiên chỉ còn cách đợi cậu ta về yêu giới thôi. Trường thất học giới tu tiên ly ngu người, nàng không biết giữa nhân tộc và yêu giới lại có rào cản giao tiếp. Nàng ướm hỏi, nếu bọn mình tới địa bàn nhân tộc thì có thể dùng bùa đưa tin cho cậu ta không? Thiếu niên tai thỏ bỗng nhìn nàng chiều mến, cô có linh thạch qua chốt dịch chuyển không? linh thạch của ta chỉ đủ để ta mua bánh hoa mơ hàng ngày thôi trong toàn thân cô trụi lủi thế kia e là còn chẳng có nổi linh thạch mua bánh hoa mơ nữa tim trường ly như bị trúng tên hóa ra nàng không chỉ không có tay chân mà còn không có tiền nữa thấy trên đầu trường ly sắp sang kín mây đen thiếu niên tai thỏ đột nhiên đảo mắt rồi nói nhưng ta có ý này trường ly ngẩng phát lên ý gì thiếu niên tai thỏ ngoắc ngón tay gọi nàng một yêu một kiếm đi vào trong góc khuất tuy yêu giới và nhân tộc có rào cản giao tiếp nhưng chắc chợ đen sẽ có cách Trường Ly tò mò hỏi cách gì, thiếu niên tai thỏ thoáng khựng lại, thật ra cậu ta cũng không biết, nhưng ông anh chó hàng xóm từng nói thế. Nhưng để lấy le với kiếm yêu mới quen, cậu ta không thể lộ chuyện mình rốt, bèn ưỡn ngực nói, cách này tất nhiên rất bí mật, cô không cần biết rõ làm gì, dù sao luôn có cách nhưng phải tốn chút linh thạch. Trường Ly lại sầu, suy cho cũng vấn đề đầu tiên vẫn là tiên đâu, nhưng ta không có linh thạch, thiếu niên tai thỏ ngắm nghía vỏ kiếm của nàng, cô không có linh thạch nhưng cô còn vỏ kiếm kia. Cậu ta ghé sát vào xem nếu ta không nhìn lầm thì vỏ kiếm này làm bằng gỗ phượng hoàng đấy. Trường Ly gục gặp đầu, lúc phu nhân thuê người đẽo giá kiếm cho nàng, chê vỏ kiếm của nàng không tốt nên đã đổi luôn cái mới. Phu nhân còn cố ý khắc hai chữ Trường Ly rất bay bướm trên ấy trông rất thú vị. Bây giờ thoạt trông giá trị con người nàng đã khác hẳn ngày xưa. Nếu nàng lại nằm trên sạp nhỏ ven đường, đừng nói là 18 đồng mà dù 1.800 linh thạch cũng không bán. Thiếu niên tai thỏ trà sát tay, gỗ phượng hoàng không rẻ đâu, cái vỏ kiếm của cô đủ lộ phí để tới chỗ nhân tộc một chuyến đấy. Trường Ly trần chờ, nếu không có vỏ kiếm thì lúc về nàng biết ăn nói sao với phu nhân đây. Thiếu niên tai thỏ tưởng nàng tiếc, vội nói, nhưng bọn mình chỉ gửi thư thì không tốn nguyên cái vỏ kiếm đâu, cô chỉ cần tước một miếng nhỏ là đủ rồi. Cậu ta ra giấu khoảng một đốt tay, Trường Ly khẽ cắn môi, xác nhận với cậu ta, huynh có đảm bảo sẽ thành công không đấy. Thiếu niên tai thỏ vỗ ngực, cô cứ yên tâm đi. Trường Ly bấm bụng tước một đoạn vỏ kiếm, lúc thiếu niên tai thỏ chia tay cầm thì nàng tránh đi khoan đã trong tay huynh còn chín cái bánh hoa mơ nhỉ chia ta một nửa đi cậu ta thắt ruột lấy ra bốn cái gói lá sen cẩn thận rồi treo trên thân trường ly nè cho cô trường ly lắc đuôi kiếm bốn cái mang niềm xui đưa ta thêm một cái cho đẹp đi thiếu niên tai thỏ đau lòng lấy thêm một cái thế được chưa bấy giờ trường ly mới lưu luyến giao miếng gỗ phượng hoàng kia ra thiếu niên tai thỏ cẩn thận nhận nó cô muốn nhắn gì với tùng niên Trường Ly dối rắm một lát rồi nói, cứ viết phu nhân, về gấp là được rồi. Hy vọng lúc nhận được thư, Tùng Niên có thể về ngay lập tức. Thiếu niên tai thỏ ghi nhớ lời nhắn, lại hỏi tiếp sau khi xong việc ta phải báo cô thế nào. Trường Ly ngẫm nghĩ, giờ này mỗi ngày ta sẽ tới sạp bánh hoa mơ này, huynh cứ tới đây tìm ta là được. Thế là một người một kiếm chia tay nhau, Trường Ly vội bay về nhà, nàng nhẹ nhẹ vào cửa, đang tính nằm lên giá kiếm thì bị người nắm đuôi. Giọng phu nhân vang khẽ sau lưng nàng, sao ta mới ngủ một giấc mà con đã chạy lung tung đâu thế hả tim trường ly đánh thịt một cái lúc trước phu nhân hôn mê phải một hai canh giờ mới tỉnh không ngờ hôm nay lại tỉnh sớm thế trường ly vội tháo bịch bánh hoa mơ trên cổ xuống cọ thân kiếm vào tay áo phu nhân phu nhân con mới ra ngoài mua bánh hoa mơ cho người này thấy bánh hoa mơ phu nhân bất giác nhoẻn môi cười mắt đong đầy niềm vui con muốn ra ngoài sao không báo ta một tiếng ta cứ tưởng con chạy lung tung con gái con đứa mà cứ y như bạch bạch làm người ta lo suốt phó trường ly vội cúi đầu nhận lỗi phu nhân con sai rồi ạ à. phu nhân chọc vào kiếm đang định tha cho nàng thì phát hiện giữa vỏ kiếm và chuôi kiếm lộ ra một khúc lưới kiếm nàng nắm vỏ kiếm mặt lạnh đi vỏ kiếm của con bị sao thế chẳng lẽ con bị kẻ nào bắt nạt à trường ly lý nhi nói con lấy một mảnh vỏ kiếm đổi lấy bánh hoa mơ của người ta nàng không hề nói điêu nàng đã đưa cho tai thỏ một mảnh vỏ kiếm rồi lấy về năm cái bánh hoa mơ của tai thỏ phu nhân tức khắc giờ khóc giờ cười, nàng quên bẵng chuyện bé kiếm linh không có tiền tiêu vặt thì làm sao mua bánh hoa mơ được. Xem ra đây là phần bánh hoa mơ đắt nhất nàng từng nhận. Phu nhân bốc một cái bánh hoa mơ lên cắn một miếng nhỏ, cười tít cả mắt, ngon lắm. Trường Ly khẽ thở phào, nếu người thích thì ngày nào con cũng đi mua cho người. Phu nhân lại hớn hở cắn thêm miếng nữa, để ta cột cái túi tiền lên người con, nếu không hôm nay đổi một miếng, mai đổi một miếng thì con chẳng còn vỏ kiếm nữa mất. Trường Ly bất giác đỏ mặt, đúng là tiền làm khổ kiếm quá. Nhờ viện cớ đi mua bánh hoa mơ, Trường Ly có thể ra ngoài một cách chính đáng. Ngày thứ ba nàng tới sạp bánh hoa mơ, thiếu niên tai thỏ mang tin tốt lành đến. Ta đã tới chợ đen nhờ người gửi thư giúp, tối đa 7 ngày nữa sẽ có hồi âm. Rốt cuộc Trường Ly cũng thở phào nhẹ nhõm, hễ tùng niên nhận được thư là có thể liên lạc với đại nhân. Thế thì bệnh của phu nhân cũng sẽ được chữa trị kịp thời. Ngày tháng thấm thoát trôi nhanh trong niềm mong ngóng của Trường Ly. Thấy sắp đến ngày thứ bảy, nàng bồn chồn chỉ muốn ra cửa đứng cả ngày phu nhân thấy nàng nhấp nhổm nhảy tới nhảy lui thì cười cong cả vành mắt con muốn ra ngoài chơi à trường ly vặn vẹo thân kiếm không ạ à? phu nhân không tin hồi bạch bạch bằng tuổi con ngày nào cũng tìm cách chuồn đi chơi ta cũng chẳng đếm nổi tường nhà này bị nó đào bao nhiêu cái lỗ nữa trường ly nhất thời câm nín ngày nào cũng nghe phu nhân luôn miệng kể về bạch bạch nên trường ly tin chắc đó là một con chó trắng thích gây chuyện phá phách ăn vụng còn đào lỗ không phải chó thì là gì trường ly vứt con chó xù trong đầu sang một bên không kìm được mà hỏi phu nhân, dạo này người ngủ càng ngày càng nhiều, thật sự không thấy khó chịu ở đâu ạ. À. Phu nhân ngáp khẽ một cái, chẳng qua đang xuân nên dễ buồn ngủ thôi. Con nít con nôi lo lắng nhiều làm gì, tuổi con chỉ nên ăn chơi thôi. Đoạn, phu nhân lại trêu, nhưng bây giờ ngoài linh khí thì con không ăn được gì cả, thế thì phải chơi nhiều một chút. Trường ly vẫn khăng khăng, nhưng mà thái dương của người. Phu nhân vội ối một tiếng, đưa tay che cọng tóc bạc đi, ta đâu còn trẻ chung gì nữa, mới mọc có mấy cọng tóc bạc mà con cứ khăng khăng vạch. Và... Trần, thấy phu nhân cố tình lảng tránh, Trường Ly cũng hết cách, ai bảo bây giờ nàng chỉ là cô nhóc kiếm linh mới sinh chứ. Thấp cổ bé họng, không có quyền lên tiếng, nàng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tùng niên thôi. Đến ngày thứ bảy, Trường Ly vẫn chẳng nhận được hồi âm nào nên hơi nôn nóng. Nàng báo phu nhân một tiếng rồi bay ra ngoài, đến sạp bánh hoa mơ. Tới đầu ngõ, nàng tình cờ va phải thiếu niên tai thỏ đang vội vàng đi tới. Úi ra, thiếu niên tai thỏ xoa lồng ngực bị đâm đau, kiếm nhà cô cứng thật đấy. Trường Ly xin lỗi một tiếng rồi hỏi ngay, chẳng phải huynh bảo muộn nhất là hôm nay sẽ có hồi âm à sao chẳng thấy tin tức gì thế. Thiếu niên tai thỏ xoa mũi, ta đang tính tìm cô vì chuyện này đây. Tin tốt là lá thư đã đưa đến tay Tùng Niên rồi. Trường Ly bỗng có linh cảm không lành, đừng nói là còn có cả tin xấu nhé. Thiếu niên tai thỏ ngượng ngùng nói, sao cô biết tin xấu là mảnh đất giáp danh giữa nhân tộc và bọn mình gặp chuyện rồi. Bây giờ cửa ngõ qua lại hai bên đã bị phong tỏa, e là Tùng Niên không về sớm được đâu. Trường Ly thấy trước mắt tối sầm, Tùng Niên không về thì bệnh của phu nhân biết làm sao đây. Nàng gặng hỏi, nơi giáp danh đã xảy ra chuyện gì thế phải phong tỏa bao lâu? Thiếu niên tai thỏ thận trọng nhìn quanh bốn phía rồi khẽ thầm thì với Trường Ly, nghe nói là liên quan tới thế lực tầng chóp bộ yêu giới mình, còn chuyện sẽ phong tỏa bao lâu thì ta cũng không biết. Trường Ly lo sốt vó, chuyện bệnh tật đâu rủi rắn được. Thiếu niên tai thỏ thấy nàng sốt ruột, bèn hỏi, rốt cuộc cô có chuyện gì gấp nói ta nghe xem nào, biết đâu ta lại giúp được. Trường Ly nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn mở miệng nói huynh có quen đại phu nào giỏi không thiếu niên tai thỏ nhìn cô với vẻ khó hiểu nhìn đến độ trường ly nghi ngờ trên kiếm có dính thứ gì dơ giấy sau đó thiếu niên tai thỏ thắc mắc rốt cuộc cô lại yêu nhà quê ở trốn rừng thiêng nước độc nào chui ra vậy cả yêu giới đều biết đại phu của tộc thỏ bọn ta giỏi nhất nhì mà trường ly nhìn thiếu niên tai thỏ non trệt với ánh mắt ngờ ngại không phải nàng trông mặt mà bắt hình rong nhưng ai cũng nghĩ đại phu càng đứng tuổi thì càng khiến người ta yên tâm còn gì hình như thiếu niên tai thỏ thấy ánh mắt trường ly có vẻ xúc phạm mình bèn tức giận dậm chân hai cái cô đừng thấy mặt ta non mà lầm ta hơn 800 tuổi rồi đấy mặt trường ly lập tức lộ vẻ sửng sốt vì bất ngờ tuổi tác của yêu tộc bí ẩn thật thấy trường ly phản ứng như vậy thiếu niên tai thỏ tức đỏ cả mặt nếu bọn mình không có tình hữu nghị bánh hoa mơ thì cô có năn nỉ ta khám bệnh ta cũng chẳng thèm trường ly vội trấn an cậu ta thỏ huynh thất kính thất kính do ta có mắt mà không thấy thái sơn thiếu niên tai thỏ hừ khẽ tên ta là nguyệt phù cô có thể gọi ta là Nguyệt Đại Phu. Trường Ly hơi cúi người, trịnh trọng nói, Nguyệt Đại Phu, ta sẵn sàng trả 10 sừng bánh hoa mưa tiền khám bệnh để mời ngài tới nhà khám bệnh ạ. À. Nguyệt Đại Phu ngại ngùng ho khẽ hai tiếng, chắp tay sau lưng. Nếu cô đã thành tâm thế thì ta đồng ý chuyện khám chữa lần này. Trường Ly hẹn Nguyệt Phu ngày mai tới nhà khám bệnh rồi mang mẻ bánh hoa mơ mới ra lò bay về nhà. Bánh hoa mơ được gói ghém cẩn thận bằng lá sen tươi, đảm bảo mang về tới nhà cũng không bị đổi vị, vẫn y như lúc mới ra lò vấn đề lớn tiếp theo mà trường ly phải đối mặt là làm sao thuyết phục phu nhân chịu khám bệnh nàng vừa cố nghĩ cách vừa lắc lư bay về nhà phu nhân con về rồi ạ à. trường ly đeo bánh hoa mơ bay từ ngoài tường vào trong sân gốc tử đằng ven tường bị nàng va phải dụng hoa rào rạt từng lớp cánh hoa màu tím bị gió thổi qua bay tứ tán. trường ly áy náy lắc đuôi kiếm làm bộ chưa có gì xảy ra xông tới trước mặt phu nhân mới dừng lại phu nhân bỏ cây kéo bạc nhỏ dùng để tỉa hoa xuống cười tủm tỉm nhận bánh hoa mơ trường ly đưa a ly vất vả rồi phu nhân bày bánh hoa mơ ra một cái dĩa ngọc bích rồi dùng nước suối pha ấm trà mới tỏa khói nghi ngút dày đặc nàng ngồi xuống chiếc ghế bập bênh bằng ngọc trong sân chuẩn bị nghiêm túc thưởng thức món bánh ngọt trường ly mới mang về trường ly từ từ nhích đến bên cạnh phu nhân dán người vào tay áo mềm mại bồng bềnh của nàng mà lăn lộn phu nhân trông càng rạng rỡ hơn lần trước ai đó dán vào người nàng làm núng là bạch bạch thuở bé nàng sờ chui kiếm hơi nóng lên vì phơi nắng xuân nhiều Ali nhà mình làm sao thế trường ly dựa vào người phu nhân ngẩng cổ lên hỏi khẽ mấy hôm nay lúc đi mua bánh hoa mơ con có quen một người bạn mới phu nhân đặt chiếc ly ngọc bích trong tay xuống khen như dỗ con nít ali giỏi quá mới đó mà đã kết bạn mới rồi được phu nhân khen trường ly thoáng ngại ngùng nhưng màu kiếm rất đậm nên không thể thấy được biểu cảm của nàng nàng nói tiếp phu nhân con có thể mời huynh ấy tới nhà chơi không ạ phu nhân đồng ý ngay tất nhiên rồi ali muốn mời bạn tới chơi lúc nào cũng được trường ly thầm giơ ngón cái trong lòng kế hoạch thành công rồi. ngày hôm sau, Nguyệt Phu tới nhà như đã hẹn. Trường Ly vừa thấy cậu ta đeo một cái hòm thuốc lớn đi vào là sợ hãi đóng sập cửa ngay. Huynh đeo cái hòm to thế làm gì? Nguyệt Phu lắc đầu khiến cặp tai dài rung rinh. cô không biết đó thôi. mấy đại phu giả giàu kinh nghiệm đều đeo nó đi khám. lúc này đột nhiên có tiếng phu nhân vọng từ trong nhà ra. Ali, bạn con đến à? Trường Ly vội nháy mắt ra hiệu cho Nguyệt Phu cất cái hòm thuốc to đùng kia đi đừng có để phu nhân thấy nó, ta chỉ bảo muốn mời huynh tới nhà chơi thôi, bà ấy không biết chuyện huynh là đại phu đâu. Nguyệt Phu không thể trông thấy ánh mắt ra hiệu của một thanh kiếm. Cậu ta cất hòm thuốc đi với khuôn mặt ngơ ngác khi bị trường ly dục rồi đi người không vào nhà. Phu nhân thấy Nguyệt Phù thì ngắm cặp tai thỏ trắng như tuyết của cậu ta dây lát rồi nở nụ cười tươi như hoa. Con là bạn của Ali phải không cảm ơn con bình thường đã quan tâm con bé nhé. Ali còn nhỏ lại hiếu động, có một người bạn chứng chạc như con thì ta cũng yên tâm. Nghe phu nhân khen, Nguyệt Phù choáng váng, lơ ngơ đi vào đỉnh hóng gió trong sân ngồi xuống. Ai cũng nói người của thỏ tộc rất lành tính, nhưng mấy trưởng bối trong tộc cậu ta lại chẳng hòa nhã mấy. Hầu hết các trưởng bối nam đều nghiêm khắc bảo thủ, luôn yêu cầu hà khắc với đám đệ tử trong tộc. Họ sợ chúng không thạo y thuật, ra ngoài sẽ làm mất mặt thỏ tộc. Mà các trưởng bối nữ cũng không kém cạnh, lúc nào mặt mày cũng khó đăm đăm khiến cậu ta không dám lại gần, lại còn luôn nghiêm nghị bắt cậu ta học thuộc lòng phương thuốc trong dược biển hiếm khi gặp được một trưởng bối dịu dàng như phu nhân nguyệt phu nhất thời không chống đỡ nổi suýt thì quên luôn mục đích tới đây của mình mãi đến khi phu nhân đứng dậy đi vào phòng khách bưng trà bánh ra cho họ cậu ta mới sực nhớ mục đích của mình bé trường ly người cô muốn ta khám là bà ấy à trường ly lén nhìn vào phòng khách rồi mới hỏi khẽ sao huynh có nhìn ra gì không nguyệt phu cứng họng vừa rồi cậu ta chưa kịp nhìn kỹ lại chỉ mới gặp nên hoàn toàn không cảm thấy người đối diện mình đang bị bệnh nhưng trước mặt trường ly tất nhiên cậu ta không thể nói vậy cậu ta nghiêm mặt nói tạm thời chưa thể chẩn đoán được để lát nữa ta nhìn kỹ xem trường ly cứ ngỡ bệnh này là ca khó nguyệt phu cẩn trọng thế cũng đúng bèn gật đầu nói huynh đừng nhìn nghiêm túc quá mất công phu nhân nhận ra gì nữa đang nói thì phu nhân đã bưng trà bánh ra nghe a ly kể con cũng thích ăn bánh hoa mơ nên ta đã làm nhiều bánh ngọt một chút mong sẽ hợp khẩu vị của con nguyệt phu thoáng rủ tay xuống hơi xấu hổ nói làm phiền phu nhân rồi ạ à. phu nhân xua tay không phiền gì đâu hai đứa cứ nói chuyện đi nhé ta không quấy giày sắp nhỏ tán gẫu nữa. Biết chắc phu nhân đã đi, Trường Ly mới sắp lại gần Nguyệt Phù hỏi, Huynh thấy sao? Nguyệt Phù hơi trần chờ, cô có chắc là bà ấy bị bệnh thật không? Trường Ly nóng nảy, chắc mà làm gì có yêu nào ban ngày ban mặt đang nói chuyện lại tự dưng hôn mê, tóc mái lại có sợi bạc chứ? Nguyệt Phu cau mày, vuốt cái cằm láng o của mình. Tuy luận tuổi tác thì cậu ta chưa thể xem là đại phu danh tiếng lẫy lừng, nhưng cậu ta cũng từng gặp kha khá ca bệnh. Ngoài chuyện tóc mái có sợi bạc hơi bất thường thì vị phu nhân này không có điểm gì giống người bệnh cả. Cậu ta dò hỏi, hay bà ấy cố ý nhuộm tóc bạc? Trường Ly hít sâu một hơi, phải kiềm chế lắm mới không mắng yêu. Suốt cuộc ở yêu tộc, nàng chỉ biết mỗi nguyệt phù là đại phu, nếu mắng cậu ta chạy mất thì chất dở. Huynh có khám nghiêm túc không thế hả? Nguyệt phù trợn tròn cặp mắt thỏ đỏ lòng, ta đã khám nghiêm túc thật mà, nếu ta không tìm ra bệnh thì 99% đại phu ở yêu tộc này không thể tìm ra đâu. Trường Ly tò mò về một phần trăm còn lại kia, thế một phần trăm kia đâu? Nguyệt Phu không phục nói, đó đều là trưởng bối nước cao vọng trọng trong tộc ta, không dễ gì chịu khám bệnh đâu. Trường Ly tức khắc hụt hẫng, chẳng lẽ ngoài chuyện chờ Tùng Niên về thì nàng không thể làm gì khác sao? Nguyệt Phu cần quét sạch sành xanh mới trà bánh trên bàn trước ánh mắt tức tối như muốn rất yêu của Trường Ly rồi mới luyến tiếc đứng dậy chào tạm biệt. Lúc ra cửa, phu nhân cũng ra tiến khách, nàng nói với Trường Ly, Ali, ta có chuẩn bị một ít trà bánh cho cậu bạn này mang về, đặt trong cà mèn trên bếp, con đi lấy giúp ta được không? Trường Ly vội đồng ý rồi bay vào bếp, đợi Trường Ly đi khuất, mặt phu nhân đanh lại ngay. Nàng khẽ nói với Nguyệt Phù, mấy chuyện ta sắp nói, ta không mong Ali biết được nửa năm trước, Nguyệt Phác đã tới nhà khám bệnh cho ta. Nguyệt Phu giật mình, ánh mắt nhìn phu nhân thay đổi hẳn. Nguyệt Phác là ông nội của cậu ta, cũng là đại phu có kinh nghiệm phong phú nhất tộc. Người khiến ông ta đích thân tới nhà khám bệnh tất nhiên không phải người thường ở yêu tộc. Phu nhân lại nói tiếp, hôm nay Ali cố ý mời cậu lại đây mà ta lại khiến con bé thất vọng rồi. Ta mong cậu đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, mau về tộc tập trung tu luyện đi. Nguyệt phát từng kể cháu trai của ông ta rất có tài, về sau có lẽ sẽ trở thành kỳ tài y học mới của thảo tộc. Khi trường ly mang chiếc cà mèn đựng bánh ngọt ra đến cửa, mặt phu nhân và Nguyệt Phù đã ôn hòa như cũ. Phu nhân mỉm cười nhét chiếc cà mèn vào tay Nguyệt Phù, bên trong có một ít bánh táo vị rất dịu, có lẽ trưởng bối nhà con cũng thích đấy nguyệt phù cố gắng giữ nét mặt bình thản nhận ca men lúc vô tình chạm trúng ngón tay lạnh cóng của phu nhân cậu ta sợ hoảng hồn cậu ta ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của phu nhân thì khẽ mấp máy môi nhưng cuối cùng không nói gì cả thấy nguyệt phù đã đi xa phu nhân mới mang trường ly vào nhà ali mấy sợi dây ta mới bệnh rất hợp cho con dùng làm tua kiếm bao giờ ta tìm được vài viên ngọc trai xinh xẻo thì con lựa chung với ta nhé kể từ hôm ấy trường ly không còn gặp nguyệt phù trước sạp bánh hoa mơ nữa nàng thấy hơi bất an nhưng bà thân bán bánh hoa mơ đã quá quen với chuyện này. Thỏ tộc bọn họ nghiêm khắc lắm, thường xuyên nhốt đám thanh niên trong tộc mấy tháng đến 1-2 năm để tu luyện bất thình lình, đến bao giờ chúng vượt qua bài kiểm tra mới được thả ra. Nghe bà thân giải thích xong, Trường Ly đành tự trấn an mình rằng Nguyệt Phù đang vướng chuyện trong tộc nên mới không thể tới mua bánh hoa mơ cậu ta thích nhất. Ngày tháng thấm thoát trôi qua, lâu đến độ Trường Ly đã để giành được hẳn 10 cái tua kiếm do phu nhân tự tay bện. Có đủ các gam hồng nhạt phù hợp với bé gái, chuỗi hạt trên tua cũng cùng màu, viên, nào viên nấy đều được mài nhẵn tinh bóng loáng trông đẹp không tả xiết. Hôm nay có vẻ như tâm trạng của phu nhân tốt lạ thường, lúc pha trà thậm chí còn ngâm nga khe khẽ. Mấy sợi dây bay bay theo chuyển động của những ngón tay ngọc dưới ánh nắng vàng ươm, thoát cái một chiếc tua có kiểu dáng mới lạ đã thành hình. Trường Ly ngắm lát cả mắt, dù nàng có vặn người thành bánh quai trèo thì chắc cũng không thắt nổi một cái tua ra hồn. Thấy nàng ngơ ngác nhìn, phu nhân cười bảo, bao giờ con hóa hình, ta dạy con bệnh nhé. Trường Ly vội nói, phu nhân hứa rồi đấy, không được nuốt lời đâu phu nhân gõ nhẹ vào thân kiếm, không mà, trường ly thả lỏng người dưới nắng, lại nói, hình như hôm nay tâm trạng của người tốt lạ thường. Phu nhân cười tủm tỉm đáp, các trưởng lão trong tộc đã đồng ý cho bạch bạch nghỉ vài hôm, mai nó sẽ về nhà, đúng là không uổng công ta trả treo với họ bao lâu nay. Trường ly cũng thấy hơi chờ mong, thật ạ, à, nàng cũng rất muốn gặp bạch bạch đuôi to toàn nghe danh chứ chưa thấy bóng kia. Phu nhân thắt nút cái tua trong tay lại rồi ướm thử lên thân trường ly. Năm màu này rực rỡ nhất đấy, hợp với mùa xuân lắm, mai còn đeo cái mới này luôn đi. Trường Ly sung sướng xoay một vòng, vâng ạ, được bàn tay khéo léo của phu nhân tô điểm, nàng nhiễm nhiên trở thành thanh kiếm xinh đẹp nhất phố. Hôm nay, Trường Ly tò tò đi theo phu nhân lo hết việc này đến việc nọ cả ngày trời y như cái đuôi nhỏ. Trước tiên phu nhân dọn dẹp phòng của Bạch Bạch, trải ga giường mềm mại ra, rồi mang tấm nệm ra phơi dưới nắng xuân ấm áp để nó thấm đẫm mùi nắng. Thậm chí phu nhân còn chuẩn bị riêng một con cá trong bếp, đây là loài cá kỳ lạ nhất mà Trường Ly từng thấy, trông giống gà, lông đỏ thấm, có ba đuôi, sáu chân, bốn đầu. Khi nó cất tiếng kêu như chim hỉ thước, Trường Ly sốc biến người, chẳng biết phu nhân kiếm đâu ra một con cá dị hợm dữ vậy nữa. Thấy bé Trường Ly bị dọa lùi về sau nửa bước, phu nhân cười nắc nẻ. Đừng sợ, đây là điều ngư, thịt nó có thể giải yêu sầu, là đồ tốt hiếm có đấy. Trường Ly tò mò ghé sát lại nhìn, nàng thấy phu nhân tỉnh bơ thò tay túm chặt đuôi cá rồi lấy muôi gõ bốp vào đầu cá ba cái, con điều ngư kêu một tiếng thất thanh xong là lịm luôn phu nhân nhanh nhẹn nhóm lửa bắt nồi vứt con cái nửa chất nửa sống vào nồi sau đó bỏ thêm một mớ nguyên liệu hình thù kỳ dị rồi mới đậy nắp lại nàng ngoái lại thấy trường ly đã sợ cứng người bèn dịu dàng giải thích con cá này phải hầm trước một ngày một đêm mới ngon bạch bạch thích ăn món điều ngư hầm do ta làm nhất đấy giờ con chỉ có thể ngửi mùi bao giờ con hóa hình ta sẽ hầm riêng một nồi cho con sau gáy trường ly lặng lẽ nhỏ một giọt mồ hôi lạnh So với mấy món ngọt xinh xắn phu nhân hay làm mỗi ngày thì con cá này được chế biến quá sức tục tằn, trông chẳng giống như được một người nấu ra. Vì tất bật cả ngày với phu nhân nên trường ly vừa nằm lên giá kiếm là thấp đi ngay. Đến nửa đêm, nàng chợt ngửi thấy mùi lạ, trường ly khụt khịt mũi trong mơ, chắc là mùi điều ngư mà phu nhân hầm bay trong bếp ra đây mà. Trường ly hít một hơi, chờ mình trên giá kiếm, ngay sau đó, nàng choàng tỉnh, mùi này không ổn, ngoài mùi thơm lạ lùng thì nàng còn ngửi thấy cả mùi củi cháy nữa. Trường Ly nhổm phát dậy khỏi giá kiếm, vừa quay đầu ngó ra cửa sổ đã thấy ánh lửa đỏ bừng, đậm đến nỗi nhuốm đỏ cả bầu trời đen kịt. Trường Ly cuống quyết chạy ra khỏi phòng, bay tới chỗ phu nhân. Tòa nhà đẹp đẽ vốn được dọn dẹp cẩn thận nay đã chìm trong biển lửa, đang cháy phừng phực, thỉnh thoảng lại bắn ra tia lửa nổ lách tách trong bóng đêm. Trường Ly bất chấp tất cả, xông một mạch tới chỗ ở của phu nhân mới thấy ngọn lửa trong ấy còn mạnh hơn ngoài sân nhiều, hơi lửa nóng rực bốc theo gió ép nàng không thể tiến bước. Trường Ly nôn nóng gào vọng vào trong, phu nhân, người có trong đó không trong phòng im phăng phắc ngoài tiếng lửa đốt phòng thì chẳng có gì cả trường ly lo sốt vó nếu phu nhân tình cờ hôn mê đúng lúc này thì làm sao tỉnh kịp đây trường ly nhìn chằm chằm ngọn lửa trước mắt mấy giây khẽ cắn môi nàng là linh kiếm vốn được rèn đúc trong lửa dù ngọn lửa này dữ dội đến mấy thì vì phu nhân nàng quyết phải xông vào một lần trường ly hà quyết tâm xong bèn vọt vào biển lửa ngọn lửa liếm láp thân kiếm ban đầu chỉ hơi đau sau đó lại rát xé trường ly chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt bay hết gian này qua gian khác. Lửa lớn che mờ tầm nhìn của nàng, thỉnh thoảng lại có một mảnh gỗ bị lửa đốt rơi ào ào xuống cũng mảnh vụn của nó, ép nàng phải chật vật tránh né. Lần đầu tiên Trường Ly hận mình không phải là tu sĩ. Dù nàng chỉ biết bấm một cái ngự thủy quyết thì cũng tốt hơn cứ liều mạng xông vào thế này nhiều. Vất vả lắm Trường Ly mới vào tới chỗ sâu nhất trong phòng ngủ. Nàng thấy màn che ngoài mép giường đã bị thiêu rụi, ngọn lửa bốc ngùn ngụt đang vây kín chiếc giường bạt bộ,